thầy chia sẻ cho quý vị cái phần mà quý vị Phật tử hỏi tới hỏi lui và rất là quan tâm là tất cả các điều kiện để tu tập thiền định. Tức là có những người nói thầy tu tập thiền định thì bắt đầu từ sao, rồi làm sao chúng ta phải tu tập được thiền định Samatha. Đó quý vị, thì hôm nay tất cả các vấn đề về thiền định để tu tập thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị luôn. Cái tu tập thiền định mình thứ nhất là mình phải trả lời được cái câu hỏi tại sao mình đã tu tập thiền định. Cái thứ hai nữa là bắt đầu là bước đầu tọa thiền định cần phải làm cái gì. Và cái thứ ba nữa là dụng công trong tu tập thiền định. Cái thứ tư nữa là khi mà chúng ta chuyển các cái tầng thiền như thế nào. Như vậy thì cái câu hỏi đầu tiên để mình trả lời là tại sao phải tu tập thiền định. Vậy thiền định là gì? Thiền định tức là thiền Samatha. Thiền Samatha là thiền định. Thiền định là một cái cách thức tu tập để mà mình gom tâm của mình lại, một cách thức tu tập để mà mình chuyển hóa tâm mình, một cách thức tu tập để mình làm chủ lấy tâm mình, một cách thức tu tập để cho tâm chúng ta được là thuần tịnh, để tâm được thanh tịnh, để tâm được nhu nhuyễn, để tâm được ôn hòa, để tâm có sức mạnh. Tức nói chung là cái môn thiền định là cái môn giống hệt như chúng ta huấn luyện cái tâm mình vậy đó. Như mình nói này, cho đơn giản thì mình nuôi con trâu. Con trâu nghé, nó lớn lên thì mình đâu có ai sử dụng được nó đâu. Bắt đầu tiên là mình xỏ mũi nó. Xỏ mũi nó, mình cột cọng dây đi, mình dắt nó đi đâu, dắt nó. Cái thứ hai nữa là mình tập cởi nó. Tập lời cởi lên lưng nó, tập cởi lưng nó cũng lâu lắm đó, nó mới chịu đó. Khi mình tập cởi nó, mình ra hiệu lệnh cho nó. Cởi được con trâu, mình ra hiệu lệnh được con trâu, rồi mình cột được con trâu. Rồi bây giờ tới bắt con trâu làm việc nè. Bắt con trâu làm việc là mình máng lên cái ách cho nó. Cái ách là máng lên cổ nó. Cái ách bằng gỗ, máng lên để mình nó kéo cây cày ngoài sau, để mà mình đi cày ruộng. Bắt đầu một cái thứ hai nữa là nó sẽ làm lợi ích cho mình. Rồi là máng lên cái ách cho nó để nó kéo chiếc xe ngoài sau. Máng lên ách cho nó để nó kéo cây cộ. Máng ách lên đó để nó kéo cây bừa. Là chúng ta thuần hóa con trâu từ từ để chỉ để sử dụng nó. Chứ gì vậy? Mình thuần hóa nó để sử dụng nó. Vậy thì chúng ta có cái tâm và cái thân của mình. Bây giờ như cái thân của mình nè, là mình điều khiển được nó. Điều khiển được nó chỉ có 50% của cái thân của mình thôi. Còn 50% mình không điều khiển được cái thân đó nha, chứ đừng nói tới cái tâm á. Cái tâm của mình á, là mình điều khiển đó chỉ được một phần nhỏ thôi. Còn khoảng 90% là không điều khiển được cái tâm. Nhưng mà cái thân mình á, là mình điều khiển được 50% của cái thân, và 50% không có điều khiển được của cái thân của mình. Ví dụ như cái thân mình gì điều khiển được? Nhúc nhích, cử động, chúng ta điều khiển được nó. Về phía bên ngoài, chúng ta điều khiển được nó. Ví dụ như kêu lấy cái viên phấn lên, nó sẽ lấy cái viên phấn lên cho mình. Đây nè, mình sai cái tay mình á, là sai thân lấy cái viên phấn lên. Kêu nó chạy là nó phải chạy, kêu nó đi là phải đi, kêu nó đứng là phải đứng, kêu nó nằm là phải nằm. Kêu nó đi ăn cắp, đi rình mò là đi ăn cắp rình mò. Kêu đi ăn cướp là đi ăn cướp. Nó kêu đánh người ta là đánh người ta. Kêu chửi người ta là nó chửi người ta. Cái đó là mình ra lệnh được nó, đúng không? Tức là mình ra lệnh được cái thân mình. Nhưng bây giờ tới là không ra định được cái thân của mình nè. Kêu trái tim mình ngừng đập đi, nó vẫn đập. Kêu bao tử ngừng bóp, nó vẫn bóp. Hoặc trái tim mình ngừng đập, kêu nó đập, nó không đập nữa. Cái phổi của mình á, nó bung ra ít quá, mình kêu nó bung ra lớn lên chút xíu, nó lấy oxy, nó không chịu bung, nó bung vậy đó, nó bung vậy đó, làm gì nó, hiểu không? Máu mình kêu nó chạy, chạy vừa phải thôi, chạy quá kêu lên máu đó, máu nó chạy nhanh quá là áp lực là lên máu, mạch lực, kêu mạch lực là lên máu, nó chạy nhanh quá, trên thành mạch đó nó chạy nhanh, càng nhanh gì đó thì áp lực máu nó càng lớn, mình kêu chạy chậm chậm thôi chứ tao mệt quá mà chạy chậm chậm thôi, nó có chịu đâu, nó vẫn chạy, hiểu không? Như vậy thì có nhiều cái bộ phận trên thân của mình không thể kêu nó được, có nghĩa là không thể làm chủ của nó được, không thể kêu nó được mà nó tự automatic nó chạy vậy đó. Mình là kêu nó
là đi nó đi kêu đứng đứng kêu nó cười cười, nhưng mà kêu nó khóc là không được, mà kêu cười lại được, mà kêu khóc là không được, nó căng chỗ đó. Cái khóc với cười nó cũng giống nhau không? Nhưng mà kêu nó cười hả sao nó cười cũng được chân á. Nhưng mà kêu nó khóc để chảy nước mắt thì lại không khóc được. Cho nên á, muốn khóc được thì người ta phải luyện, đó là diễn viên đấy. Diễn viên đấy, người ta nhập vai vô người ta khóc cho nức nở luôn, là mắt mày tèm lem tuốt nước luôn, khỏi ban đầu phải sức dầu. Rồi khi ra đó chứ dầu để trên tay á, dầu để trên tay tha sẵn tay nè, lúc mà khóc á là phải vuốt mặt lên, giả bộ bụng mặt lên là chà dầu vô mắt đó. À, chút xíu là mắt đỏ chân tới nước mũi gì nữa qua quá trời luôn á là khóc đó. À, quý vị, cho nên cái thân của mình á mình cũng không làm chủ được nó hoàn toàn. Rồi bây giờ tới cái tâm của mình nè, chừng nào nó muốn giận giận à, chừng nào nó muốn hờn hờn à, chừng nào nó muốn ghét ghét à, chừng nào nó muốn ghen ghen à. À, quý vị, cho nên á là chúng ta cũng không làm chủ được cái tâm, mà không làm chủ được tâm thì chúng ta không làm chủ được nghiệp. Nghiệp á nó gây ra bởi tâm, nghiệp nó gây ra bởi tâm, tâm nó gây ra bởi ba cái nghiệp, đó là nghiệp của ý, nghiệp của thân và nghiệp của miệng. Nghiệp của ý là những cái suy nghĩ của ý đi đến quyết định gọi là chủ ý cái gì đó, thì cái đó là nghiệp của ý. Nghiệp của cái miệng là lời nói của miệng, khi phát ngôn ra thành lời nói rồi mới hình thành nên nghiệp của cái miệng. Hành động của cái thân, khi mà chúng ta tác động vào môi trường xung quanh rồi thì nó mới sanh ra cái nghiệp của cái thân. Mà chính do từ gốc của trong tâm, mà tâm mình không làm chủ thì nghiệp này mình cũng không làm chủ lấy được cái nghiệp. Cho đến khi người ta tu tâm thì bắt đầu người ta làm chủ cái tâm lại từ từ từ. Người ta tu tam nghiệp, gọi là tu tam bậc tương ưng, tức là tu tam nghiệp đó, là thân là khẩu là ý đó, thì người ta bắt đầu làm chủ lại từ từ. Làm chủ từ từ nghĩa là gì? Có những cái làm, có những cái không làm. Cái gì làm, cái gì tốt cho mình, tốt cho người, người ta làm. Cái gì không tốt cho mình, không tốt cho người, người ta không làm. Vậy thì làm có sự chọn lựa là bắt đầu người ta tu đó. Tu tức là người ta làm có sự chọn lựa, người ta nói có sự chọn lựa, người ta hành động có sự chọn lựa, người ta ý nghĩ có sự chọn lựa, tức là bắt đầu người ta có sự chọn lựa. Như vậy thì chọn lựa một cách thụ động có nghĩa là gì? Nó đưa ra cho mình nhiều phương án là mình phải làm. Bây giờ mình tu tập, mình nắm cái gốc nữa đi, nắm trên cái tâm của nó đi. À, cái tâm này á thì nó đưa ra cho mình một loạt cái tâm kia ra cho mình loạt cái. Có những cái tâm nó đưa ra một loạt cái mà chọn cái nào nó cũng xấu chứ á, cho nên là không chọn luôn. Bây giờ ví dụ tâm sân, nó đưa ra cho mình một loạt cái hành động của tâm sân. Để tâm sân cái hành động nào nó cũng có một cái tâm phẫn hận, tức là tâm quỷ diệt Patika đó, ở trong đó nó sẽ làm hại người, hại mình, hại cả hai. Cho nên á là hãy quỷ diệt luôn tâm sân, chứ không có sự lựa chọn trên tâm sân. Không sự lựa chọn trên tâm tham, tâm tham có sự lựa chọn. Ví dụ như mình ham tu, với mình ham tiền, vậy thì người ta bỏ ham tiền, người ta lấy cái ham tu. Vậy thì cái tâm tham đó, cái tâm ham đó đó, cái tâm ham muốn đó đó, thì có sự lựa chọn. Người ta chọn những cái tích cực, những cái muốn tích cực, người ta bỏ cái muốn tiêu cực. Nhưng sân thì không có sân tích cực. Vì hiểu không? Sân là sân à, ba tí khá, chồng là quỷ diệt, không có sự tích cực ở trong đó. Nhưng mà tham á, muốn á, thì nó có sự tích cực ở trong đó, là muốn những cái điều tốt đẹp. Nhưng những cái muốn những điều tốt đẹp mà đừng có để cái muốn đó mình làm nô lệ lấy nó. Giàu cho muốn là điều tốt đẹp, nhưng mà mình làm nô lệ lấy nó lại là không tốt, mà mình phải điều khiển được nó thì mới tốt. Chứ còn làm nô lệ là thụ động, nhưng mà điều khiển là chủ động. Cho nên á, khi mà người tu tập, tất cả các pháp của nhà Phật đều đi đến sự chủ động của tâm hết. Nhưng mà một trong những pháp mà chủ động tâm triệt để nhất, hoàn toàn nhất, có khả năng làm chủ lấy nó, sai khiến được nó, sử dụng được nó như là một công cụ của mình, muốn bỏ được nó, hoặc muốn lấy nó, hoặc là muốn mượn nó, muốn sai khiến nó, đó là thiền định Samatha. Tức là có duy nhất một con đường, không có con đường thứ hai. Có nghĩa là mình muốn á, mình muốn tâm đó, mình sai khiến được nó, mình làm chủ được nó, muốn nó được thanh tịnh, muốn được nó nhu nhuyến, muốn nó được dễ sử dụng, muốn nó có thần lực, muốn nó dẫn mình đi lên cảnh giới á, là an ổn. À, muốn nó là tốt với mọi người, à, muốn nó làm cho mình được an lạc, vân vân, bao nhiêu thứ, bao nhiêu cái đó, thì chỉ có con đường thiền định là con đường duy nhất. Còn các con đường khác phải vất vả, đi lâu, đi nhiều kiếp, đi lâu. Dĩ nhiên cũng làm chủ được nó. Dù thiền quán đi, nếu chúng ta phát huy được tuệ đến mức độ nào đó nó lớn, để đủ để mà chúng ta điều khiển được tâm, đủ để làm chủ lấy tâm, thì cái tuệ nó phải rất lớn, nó mạnh hơn tất cả các tâm khác. Sức mạnh của tuệ á, thì chúng ta mới điều khiển được. Nhưng mà thiền định thì không cần tới đó. Thiền định chúng ta làm từ từ, từ từ nó có từng mức thiền á.
tức là mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, làm từ từ, từ từ, từ từ, từ. Mà quý vị biết á, cái người hạnh phúc nhất chính là người làm chủ được tâm đó. Tại vì cái tâm mình đau khổ nó xuất phát từ tâm, chứ không phải đau khổ xuất phát từ tướng. Cho nên đau khổ nó xuất phát từ tâm. Bây giờ ví dụ như nè, người ta đánh mình, hoặc là cái thân mình bị đau, nhưng mà cái tâm của mình á, nó không có nhận cái cảm thọ đó, thì nó đau mà nó không có khổ. Thì nó khổ từ góc độ của tâm, chứ không phải từ góc độ của thân. Ví dụ thân mình rất là đau, nhưng tâm không có khổ. Nhưng mà có người ta nhận cái dòng cảm thọ đó, người ta rất là đau và người ta rất là khổ. Nhưng có người rất là đau mà người ta không có khổ, là tại vì người ta đã thiêu hủy cái tâm khổ đi rồi. Còn cái thân đau là một cảm giác bình thường để báo hiệu một cái lạ vào trong thân thôi. Trong thân mình á, là báo hiệu cái lạ vào trong thân, nó là đau, là nhức, là mỏi, là tê, là ngứa, là nhột, là nhám, là chân, là sần sùi, vân vân, để nó báo cho cơ thể mình biết những cái tác nhân gì nó đã hiện diện ở cơ thể mình, để mình nhận diện, trí khôn mình nhận diện tác nhân này, nó báo thế này là nguy hiểm cho cơ thể, nên chúng ta phải loại trừ tác nhân đó ra. Bây giờ ví dụ như rất đau. Đau có nghĩa là gì? Là ở chỗ đó nó đang bị nguy hiểm, bị hoại diệt, bị hủy diệt bởi một tác nhân nào đó, nên ông phải cần để thiêu hủy cái tác nhân làm cho đau đó đi. Uống thuốc giảm đau không phải là thiêu hủy cái tác nhân giảm đau. Nên uống thuốc giảm đau không phải là trị bệnh, mà uống thuốc giảm đau chẳng qua nó tê liệt cảm giác mà thôi, để cho chúng ta đừng có nhận diện nó nữa, nhưng mà nó vẫn còn. Bây giờ ví dụ như á, cái gai nó đâm vào trong chân, nó rất là đau. Vậy thì nguyên nhân là cây gai đâm vào đau, chúng ta giật cây gai ra nó hết đau. Nhưng ta không làm chuyện đó, người ta uống thuốc giảm đau, nó cũng hết đau, đúng không? Nhưng mà có khả năng nó sẽ phát bệnh lên, làm cho cái chỗ đó nó nhiễm độc, nó sẽ đau hơn, hoặc là nó nguy hiểm cho cái thân mình hơn. Cho nên đau là một cái báo hiệu của thân mình lên trên não, để biết có những tác nhân lên cơ thể của mình, là mình hãy tìm tác nhân đó. Nếu người nào mà tìm tác nhân để mà thiêu hủy cái tác nhân làm cho đau đó thì nó sẽ hết đau vĩnh viễn. Còn mà ví dụ như đau quá chịu không nổi thì bắt buộc ta uống thuốc giảm đau, để chi? Để đủ thời gian tìm tác nhân, tức là người ta kéo dài thời gian đó ra. Tại vì cái tác nhân đó bây giờ tìm ra bắt buộc làm sao, là chúng ta phải dùng cái phương pháp giảm đau. Giảm đau để trong cái thời gian giảm đau đó mình có thể chịu đựng được, và mình tìm ra được cái nguyên nhân gây ra đau, để giải quyết nguyên nhân gây ra đau. Cho nên là thường cái y khoa bên Tây Y người ta dùng cái phương pháp giảm đau là phương pháp trị triệu chứng. Còn bên Đông Y tìm được cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân gây ra đau đó ta giải quyết triệt để. Ô vậy người ta nói Đông Y hay hơn, không phải hay hơn. Quý vị, bây giờ đau quá mà không tìm được nguyên nhân đau thì người ta chết ngắt rồi, hiểu không? Bắt buộc phải dùng Tây Y thôi. Như vậy đó thì Tây Y nó có cái hay, Đông Y cũng có cái hay. Quý vị thấy chưa? Cho nên đừng có nói là hay dở, tùy vào cái trường hợp mà thôi, chứ không hay dở gì hết trơn á. Ở đây miễn sao hết bệnh là hay tu hay tu dở gì không cần biết, đắc đạo là hay tu pháp nào không cần biết, an lạc là hay quý vị hiểu không? Cho nên Tây Y Đông Y tôi không cần biết, miễn sao hết bệnh hay chứ ông nói ông hay vàng trời ông trị hoài ông hết bệnh, còn ta nói người ta dở người ta trị cái hết bệnh, vậy thì cái hết bệnh mới là hay. Quý vị hiểu không? Bây giờ ví dụ kinh doanh cũng vậy nữa, ông giỏi lắm, tài lắm, nhưng cuối năm ông lỗ vốn. Ông chê người ta dở, nhưng cuối năm ta không có thiếu nợ. Rồi cuối năm ông thiếu nợ, vậy ông hay, ông học bên Tây bên Tàu về ông tiến sĩ quản trị kinh doanh gì tôi không biết, mà ông thiếu nợ ông đóng. Đấy không? Tôi không có học hành gì hết trơn á, mà tôi không có thiếu nợ. Như vậy ai hay? Nói chung là vậy, ai hay? Cho nên đó quý vị á, là hay hay không cũng chưa biết đâu. Chưa biết đâu. Nhưng mà cái ngành nghề nó chỉ giúp cho mình mà thôi. Cho nên đó người ta là nghiên cứu biết được. Nếu là Đức Phật Ngài không phải là nghiên cứu, mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ. Chứng ngộ có nghĩa là Ngài dùng tuệ nhãn của Ngài, Ngài biết được. Còn nghiên cứu tức là người ta chưa có dùng được tuệ nhãn, mà người ta phải nhờ vào nhiều cái tài liệu của những người mở ra một chút cánh cửa này, mở ra chút cánh cửa kia, và người ta sẽ nhìn vào cánh cửa người ta mở đó, nhiều cánh người ta mới nhìn thấy được điều đó, là nhờ vào con mắt của người khác để biết, là các nhà nghiên cứu. Còn Đức Phật nhờ vào con mắt của chính mình để biết, đó là tuệ nhãn. Quý vị hiểu này không? Đức Phật cũng biết vấn đề đó, các nhà nghiên cứu cũng biết vấn đề đó. Như vậy thì một người dùng chính con mắt của chính mình để nhìn thấy là hoàn toàn không có bị cái gì mà khuất lấp cả.
Còn mình nhờ con mắt của người ta đó, mình biết con mắt người ta có xịn hay không. Cho nên đó, mình nhờ nhiều con mắt của người khác để mình biết một vấn đề là các nhà nghiên cứu đó, thu nhập tài liệu này, thu nhập tài liệu kia, sách này nói, sách kia nói, rồi nghiên cứu là lột tả một vấn đề đi ra. Cho nên các nhà nghiên cứu không phải là thực chứng, mà chính Đức Phật mới là người thực chứng, có nghĩa là có thể mở khả năng của con mắt chính mình để nhìn thấy. Còn các nhà nghiên cứu thì là nhờ con mắt của người khác để nhìn thấy. Đó là nhờ tài liệu này, nhờ tài liệu kia, nhờ người đi trước, nhờ kinh nghiệm người này, kinh nghiệm người kia để chứng minh cho một điều đó, chứ không phải là chính mình. Quý vị hiểu không? Đó là mang tính chất nhà nghiên cứu phải nhờ con mắt của người khác. Nhưng mà một nhà Phật học chứng ngộ thì là họ mở chính con mắt của mình để họ nhìn thấy những cái điều đó, thì gọi là sự giác ngộ, có trí tuệ. Do đó mà khi mà người ta tu thiền định đó, người ta muốn như vậy đó, muốn mở con mắt của chính mình, chứ không phải là mở mắt của người khác. Cho nên bình thường là chúng ta muốn biết một vấn đề, chúng ta phải nghiên cứu kinh sách, nghiên cứu sách vở, phải hỏi người ta, vân vân. Chúng ta nhờ con mắt của người khác để nhìn thấy một vấn đề mình cần biết. Tu tập là mở ra con mắt để tự mình có thể nhìn thấy vấn đề đó. Mà nếu tự mình nhận vấn đề đó thì không lệ thuộc vào phía bên ngoài, tức là một sự chủ động. Còn nếu chúng ta nhờ vào con mắt của người khác để nhìn thấy á, thì là sự bị động. Người ta sai mình sai theo, người ta không cho mình mượn thì mình cũng không nhìn được, hiểu không? Hoàn toàn thụ động, mà không phải có người đâu, mà mình mượn biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, biết bao nhiêu người khác. Cho nên mình phụ thuộc quá nhiều, mà phụ thuộc quá nhiều á thì cái mức độ thành công nó càng ít. Phụ thuộc càng ít thì mức độ thành công càng nhiều, không phụ thuộc thì độ thành công chắc chắn. Như vậy cái người tu tập là người không phụ thuộc, tức là mở con mắt thứ ba ra và không phụ thuộc bất kỳ gì ai hết, là người đó chắc chắn là đem lại hạnh phúc cho chính mình. Còn người nào mà nhờ một người, hai người, nhờ nhiều người chừng nào để biết cái vấn đề đó thì là cái mức độ thành công nó rất thấp, rất thấp. Phải là nhờ ít người, tại nhờ nhiều người rủi ro lớn, nhờ người ta thụ động là rủi ro, chủ động là ít rủi ro. Cho nên những cái gì mà chủ động thì nó ít rủi ro, mà thụ động nhiều chừng nào rủi ro nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi để tìm sự chủ động của chính mình, là Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo, là Đức Phật nói là mình hãy tự thắp đuốc lên mình đi, hãy chủ động trên đôi chân của mình mà đi, để chi? Để tự mình mở ra cái tuệ nhãn, tuệ quan, để nhìn thấy những cái gì còn khuất lấp ở phía sau đó, chứ không phải là một ai khác, thấy không? Do đó người ta phải tu tập thiền định. Thiền định là con đường duy nhất ở trong kiếp này mình có thể làm chủ lấy tâm mình và biết rõ hết tất cả cái tâm mình, và mình sử dụng được tâm mình. Nếu chúng ta đạt tới những từng thiền định mà thuần nhất, thuần tâm như vậy thì là tại sao người ta tu thiền định? Là tại vì tu thiền định để làm chủ lấy tâm mình, để đừng cho thụ động. Mà nếu mà chúng ta thụ động thì là bị lệ thuộc. Mà ông nào bị lệ thuộc có bao giờ hạnh phúc không? Khi sống lệ thuộc vào các người khác có hạnh phúc không? Quý vị lệ thuộc khi người ta thương mình đó, thì mình còn hạnh phúc, người ta lo lắng cho mình lệ thuộc người ta mới người ta hết thương mình. Rồi mày cuộc đời là vô thường, đâu thương mãi mãi, đúng không? Bây giờ mình sống hoàn toàn lệ thuộc vào người đó đó, vậy thì người đó thương mình chừng nào thì mình khỏe hơn đó, đúng không? Người đó không thương mình đó thì là mình chết ngắt rồi, tức là không thương thảo lông no nữa. Cái đó là nói về thương yêu thôi, còn đang nói về khả năng của người đó nữa. Ví dụ người đó rất thương mình, họ không có năng lo cho mình. Ví dụ lo về vật chất đi, họ rất là thương mình, họ không có đồng bạc nào chứ. Vì thì mình lệ thuộc vào người đó, mà họ không có đồng bạc nào, trong khi mình rất là cần vật chất, mà họ rất là thương mình luôn. Vậy thì lại là lệ thuộc cái thứ hai, lệ thuộc vào cái khả năng của người đó nữa, lệ thuộc vào tâm trạng của người đó, và lệ thuộc vào khả năng của người đó nữa. Hai cái lệ thuộc bắt đầu, hai cái thụ động nha, hai thụ động bắt đầu là cái độ hạnh phúc nó giảm rồi đó. Cho nên cái người đó vừa giàu vừa thương mình thì mình khỏi lo. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa, người đó đâu có sống hoài đâu, nhầm khi họ lo cái tự cái đùng cái họ đi về với cát bụi rồi mình cũng hết người là giữa luôn. Quý thấy không, bắt đầu rủi ro thứ ba rồi, chưa nói tới là vì lý do nào đó khác đó mà họ hết thương, vì lo dạo khác nó hết tiền, vì lý do nào khác họ nghỉ chơi, vân vân, thì lúc đó mình làm sao? Quý vị, cho nên càng lệ thuộc chừng nào thì khổ đau càng nhiều chừng đó. Đức Phật không phải ngẫu nhiên là Ngài dạy là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình. Có nghĩa là đừng có lệ thuộc vào bất kỳ cái gì trên đời này hết trơn á. Nói cái gì không nghĩa là chúng ta phủ nhận hết những người xung quanh, mà trong tâm của mình hãy cố gắng chủ động được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, trong cái khả năng của mình, trừ trường hợp bắt đắc dĩ thụ động thì mình mới thụ động thôi.
Ví dụ già là thụ động, bệnh là thụ động. Già là thụ động là gì? Già không thể tự lo cho mình, phải nhờ người khác. Bệnh mình không tự lo cho mình, phải nhờ bác sĩ, nhờ người chăm sóc. Thì bất đắc dĩ à, quý vị, bất đắc dĩ chứ không phải đó là cái mình muốn. Còn tất cả những cái gì mình có thể chủ động được thì mình hãy chủ động đi. Chủ động là hạnh phúc, thụ động là không có an vui. Cho nên thiền định là một trong những pháp chủ động về tâm à, ở trong kiếp này và những kiếp về sau. Cho nên những người mà có nhìn xa trông rộng đó là họ phải dành thời gian tu tập thiền định để người ta chủ động của cái tâm mình. Mà ngặt cái á, quý vị, khi người ta ra đi á, là người ta ra đi với cái tâm. Người ta ra đi với cái tâm à, tâm họ ra đi với cái tâm gì à, quý vị, họ ra đi với cái tâm gì thì đi cái cảnh giới đó. Ví dụ như á, họ mất mà họ với cái tâm thiền thì đi cảnh giới thiền. Tâm định đi cảnh giới định. Họ mất với tâm sân đi cảnh giới sân. Họ mất với tâm tham đi cảnh giới tham. Có những khi cả đời cái người đó không tham, nhưng mà trước khi chết tự nhiên mình đem vàng tới để ăn đóng đó, tự họ khởi lên tâm tham, họ đi trong tâm tham, họ đọa vào ngạ quỷ. Nhưng khi cả đời họ hiền lành mà chết họ bị đọa, là tại vì mình nói là vũ trụ này bất công. Không, vũ trụ không có bất công. Là tại vì người nào đưa mình đi thì họ đưa đi về nhà của họ. Mình theo người nào thì người họ đi đưa mình về nhà của họ. Mình hiểu không? Như vậy thì lúc mà mình ra đi, người nào dẫn mình đi thì họ dẫn về nhà của họ. Ví dụ mình nói một cái tâm là một người đi. Ví dụ như tâm đó là tâm sân. Vậy thì tâm sân nó sẽ dẫn mình đi về nhà của sân. Nhà của sân là địa ngục. Địa ngục có rất là nhiều nhà khác nhau. Do đó chúng ta có nhiều loại tâm sân sai biệt khác nhau. Cái tâm sân gì cái này, tâm sân gì cái kia. Tâm sân có ác nhiều, tâm sân có ác ít. Tâm sân có khổ nhiều, tâm sân có khổ ít à, vân vân. Tâm sân có bất đồng nhiều, có bất đồng ít. Có nghĩa là mình bất đồng, nghĩa là nghịch ý nghịch lòng của mình nhiều, hoặc là nghịch ý nghịch lòng ít. Là nhiều loại tâm sân khác nhau, nên có nhiều cái loại địa ngục sai biệt khác nhau. Là chỗ đó dẫn đi cái cảnh giới cái địa ngục. Nhưng mà địa ngục là nơi mà đau khổ, nhưng mà không phải là nơi nào cũng đau khổ giống nhau về mặt cảm thọ. Mà có địa ngục này, có địa ngục kia, do tâm sân của mình sai biệt khác nhau về cảm thọ, sai biệt khác nhau về cái độ bất như ý, sai biệt khác nhau về độ ác của tâm sân. Có nghĩa là tâm ba ti khá, tâm quỷ diệt đó. Có những cái mà mình sân lên mình đâu có muốn giết người ta đâu. Có những khi mình sân lên mình đâu có đánh người ta đâu, muốn đánh người ta đâu. Có những khi mình sân lên mình đâu muốn chửi người ta đâu. Thì đó là sai biệt cấp độ của tâm sân về mặt ba ti khá, tức là về mặt phẫn hận. Nó khai sai biệt khác nhau. Cho nên nhiều cái loại địa ngục sai biệt khác nhau, nhưng mà sân là phải đổi địa ngục. À, địa ngục nhiều cái loại địa ngục khác nhau, nặng nhẹ khác nhau. Nặng có nghĩa là dòng cảm thọ đau khổ nhiều, còn nhẹ là dòng cảm thọ đau khổ ít. Bây giờ ví dụ nè, nói đơn giản thôi, ngồi gần lóng đống lửa mình khổ, đúng không? Nóng quá, nhưng khổ không bằng bị nướng trên lửa. Quý hiểu chỗ đó không? Cũng là lửa, nhưng mà ngồi gần gần tới cỡ nào, gần 1 mét khổ khác, gần 2 mét khổ khác, gần 5 mét khổ khác, quý không? Là nó sai biệt rồi. Gần người nướng lên ngọn lửa luôn là xong. À, là nó khổ khác rồi. Thì địa ngục cũng vậy. Cái cảnh của địa ngục á, ví dụ như mình vô cái địa ngục lửa thì có cái loại á, là cái chừng 40 độ thôi, nó nóng thôi chứ nó không phải lửa. Lửa đừng có nói là ngọn lửa, lửa là sức nóng. Nhưng mà mình sanh ra cảnh giới nó nóng 40-50 độ thì mình có thể chịu được, nhưng mà rất là bức bách. Nhưng mà mình sanh ra cảnh giới 70-80 độ, rồi sanh ra cảnh giới 100-200 độ, nó nóng á, là khác nhau không? Đó là sai biệt của địa ngục đấy. Như vậy thì tùy vào cái loại tâm ác của mình. Tâm ác mình nhiều á thì nó lên cái độ lửa nhiều. Tâm ác ít thì lên độ lửa ít. Tâm ác nhỏ nhỏ lên cái độ lửa nhỏ nhỏ. Chứ không phải là địa ngục nào cũng quá sức đau khổ, nhưng mà địa ngục nào cũng khổ. Nhưng mà khổ đến khổ khốc liệt nhất là địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. Có nghĩa là tâm của người đó là cực ác, là một loại tâm quỷ diệt. Tất cả, dầu cho đó là người thân của mình, dầu cho đó là thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chỉ để ăn già, tức là tâm cực ác. Cái tâm đó là tâm cực ác, giết cha, giết mẹ, còn gì nữa. Cái tâm quỷ diệt là giết loài chúng sanh. Mà giết ai? Giết loài chúng sanh. Ví dụ như á, giết các con cá, con gà, con vịt rồi đó, thì nó lại nhỏ. Nhưng mà giết tới người là lại là lớn. Mà giết người là giết ai? Giết cha, giết mẹ của mình. Quý vị thấy không? Là người sanh ra mình. Như vậy mà mình dám giết, tức là cái ác nó quá lớn rồi, cái sự quỷ diệt quá lớn rồi. Đáng lẽ là ta quỷ diệt hết rồi lại người thân của mình, đúng không? Còn đằng này quỷ diệt luôn cả người thân của mình thì cái ác đó là cùng tận rồi, không còn ác nào hơn nữa.
Nhầm khi người ta hủy diệt bên ngoài để làm sao? Để nuôi người thân của mình, đúng chưa? Người ta ra ngoài, người ta gạt người này, gạt người kia, ta hủy diệt phía bên ngoài để ta nuôi những người thân yêu của mình. Còn đằng này, người thân yêu nhất mình là cha, là mẹ mà mình còn diệt luôn. Quý vị hiểu không? Là giết cha, giết mẹ là diệt luôn, là tâm patikha, tâm hủy diệt đó. Nó sân hận đến mức độ mà nó không còn một chút nào sáng suốt nữa. Nó giết luôn cả những người thân của mình luôn. Thì cái người đó đó nó quá ác, nên đọa vào địa ngục A Tỳ. Thực ra không phải đọa đâu. Mình nói đọa chứ thực ra không có ai bắt mình phải đọa, mà mình sanh ra tương đương với cái nghiệp của mình mà thôi. Cho nên ở trên đời này người ta tính đâu chết đi, có người nắm cổ mình lôi tới đó nhốt vô khóa cửa không có à, quý vị. Mà chính tâm mình nó dẫn đi về nhà của nó. Nhà của tâm sân cực sân là cái tâm cực ác. Nó sẽ dẫn đi cái cảnh giới của cực ác. Cái tâm nó sẽ dẫn đi cảnh giới tương đương với nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu được thiền Samatha à, tức là thiền định đi, mình vào được sơ thiền, thì khi chết đi nó sẽ dẫn mình vào cảnh giới của sơ thiền. Cảnh giới sơ thiền là cõi trời đó. Mà cõi trời đó, cõi trời sắc giới của 16, cõi trời sắc giới có nghĩa là trong thiền định nó có 16 cái loại tâm khác nhau. Cho nên dẫn đi 16 cõi trời của sắc giới. Chúng ta tu thiền định đi cõi trời sắc giới có 16 cõi. Chúng ta tu là nhập được định thì chúng ta sẽ đi đến 4 cõi của vô sắc. À, nếu người ta còn, nếu mà quý vị á, là có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, có tâm đại thiện thì sanh ra ở cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới là trời thứ tuệ thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma à, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên à, tức là nó dẫn đi nhà của nó đó. Nhà của từ bi là trên trời chứ không phải dưới đất. Nhà của từ bi là trên trời không phải dưới đất. Nhà của tham là ngạ quỷ. Nhà cũng không biết được cái sự thật, không biết được là tứ đế, không biết được sự thật của thế gian, tức là si mê đó. Si mê có nghĩa là gì? Có cái hiện diện mà không nhìn thấy là si mê. Có nghĩa là giống như chúng ta vào trong nhà thấy tối đen, thấy không thấy gì hết là si mê. Còn vô minh là không thể nhận diện ra những cái đang có. Còn si mê là nguyên một màn tối đen hết. Vì si mê là màu đen của tâm, vô minh là cái không nhận diện được cái đang có. Nên nó tác dụng giống nhau, nhưng mà về ngữ cảnh, về tính chất nó khác nhau. Tâm si mê nó khác với tâm vô minh. Tâm si mê giống hệt vô nhà mình là bóng tối là tâm si mê. Còn nhà đó có cái gì mà mình không nhìn thấy thì cái đó gọi là vô minh. Như vậy do si mê chúng ta mới bị vô minh, đúng không? Nên cuối cùng người ta sắp xếp hai cái đó vô cũng gần giống nhau, si mê và vô minh. Quý vị, ta sắp xếp gần giống nhau nhưng nó hai cái tính chất hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là nhận ra những cái có đang hiện diện. Mà cái có đang hiện diện là cái gì? Là sự thật, đó là sắc chá, đó là đế đó. Trong kinh nhà Phật gọi là đế đó. Đế là sự thật. Đế là cái chân thật, là cái sự thật. Nó có, vậy thì cái gì nó có? Cái gì nó có, ai biết cái gì nó có? Ăn thua ông nhận được cái gì nó có. Mắt ông nhận được màu sắc, lỗ tai nhận được âm thanh là cái đang có đó. Quý vị thấy không? Lưỡi là nhận được vị, mũi nhận được mùi, da nhận được xúc chạm, ý nhận được những cái mà tính chất của nó. Và một cái nữa, còn một cái nó hiện diện, đó là bản chất của tất cả các pháp. Nó đang hiện diện xung quanh mình mà mình không hay không biết. Chỉ chừng nào có siêu trí tuệ mới nhận được bản chất đó mà thôi. Có nghĩa là bản chất của tất cả pháp là trí tuệ mới nhận ra. Nhưng mà bản chất pháp nó đang tồn tại xung quanh mình luôn, là tánh sanh tánh diệt của nó, là nhân là quả, là nghiệp là báo, là nhân duyên, bao nhiêu thứ nó đang tồn tại xung quanh mà mình không có nhận ra. Trường hợp nào chúng ta có trí tuệ, siêu trí tuệ, ta mới nhận ra được nó. Còn mắt thường không thể nhận ra được đó. Mắt thường không thể nhận ra được lực nhân quả nghiệp báo gì cả, không, quý vị? Mà chúng ta phải nhờ vào trí tuệ người ta mới nhận ra được. Còn ít nhất là chúng ta nhận ra được là nhờ giải ngộ, tức là Đức Phật dạy hoặc các thánh A-la-hán dạy, kinh điển dạy. Cho nên người ta giải thích cho mình hiểu về vấn đề đó thôi, chứ không phải là mình nhận ra vấn đề đó. Hiểu nhân quả với nhận ra nhân quả khác nhau. Nhận quả, nhân quả là do tuệ, hiểu nhân quả là do học. Hiểu với nhận ra là khác. Vì tu là để nhận ra, còn học là để hiểu. Đó, quý vị, học là để hiểu vấn đề, tu là để trực nhận vấn đề, người ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ là tự mình nhận ra chứ không nhờ ai khác cả. Do đó mình tu rồi từ từ mình nhận ra. Đó là tự mình tu tập để mình nhận ra.
chứ không phải là do người ta dạy mình nhận ra, do người ta đọc sách mình biết được. Cái đó là mình hiểu ra, hiểu ra với nhận ra bằng chính cái công cụ của chính mình là hai cái nó khác nhau. Cái gì tin nó có liên quan với nhau thôi, chứ nó hoàn toàn khác nhau về vấn đề này. Cho nên cái người á mà người ta đi cảnh giới nào là tâm đó nó sẽ dẫn người ta về nhà của nó mà thôi. Vậy thì chết đi theo ai? Đi theo tâm. Vì tâm nào mà dẫn đi đó là gọi là tâm tử. Tâm tử là gì? Khi người ta đứt hơi với cái tâm đó là tâm tử. Con người ta một ngày rất là nhiều cái tâm khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, mình gặp người nào mình tội nghiệp đó, trời ơi đem tiền đem bạc đem quà đem gì cho người ta quá trời, tâm như tâm Bồ Tát vậy đó. Gặp người nào ghét một cái một đồng không cho, chửi luôn. Quý vị hiểu không? Bắt đầu tâm bà la sát quỷ rồi đó. À, tâm đó bắt đầu tâm quỷ rồi đó. Rồi á, là gặp người nào mà mình nói người đó hại mình này nọ đó, thậm chí mình còn chửi người ta, mình còn đánh người ta nữa, tâm đó tâm địa ngục rồi đó. Quý vị thấy không? Còn lúc mà mình lúc thiện lúc ác, tâm đó tâm người đó. Tâm người nó không có ổn định. Lúc thiện lúc ác, lúc tốt lúc xấu. Chứ đã con người thì không ai xấu hoàn toàn, không ai tốt hoàn toàn. Tại vì nó có tốt, lúc tốt lúc xấu. Và nhầm khi tốt nhiều xấu ít, khi xấu nhiều tốt ít, vân vân. Chứ nó không bao giờ là hoàn toàn hết. Cho nên đừng có bao giờ thần tượng một con người nào đó mà tốt hoàn toàn là không bao giờ có đâu. Nhầm khi tốt nhiều mà thôi, chứ không phải là tốt hết. Con người không có tốt hết, mà chỉ có tốt nhiều thôi. Và con người cũng không có xấu hết, mà chỉ có xấu nhiều và xấu ít mà thôi. Dạ quý vị. Cho nên đó, người ta tu để người ta chuyển đổi cái này nè. Chuyển đổi cái tốt ít trở thành tốt nhiều, cái xấu nhiều trở thành cái xấu ít. Đó là người ta tu, người ta chuyển hóa đó. Chuyển hóa nó lần lần từ từ. Mà con người có thân với tâm, có lời nói, có ý nghĩ, có hành động. Ta chuyển hóa từng cái một, cái một, cái một. Ta chuyển hóa nhờ vào cái pháp của Phật. Thì cái pháp mà trực tiếp để làm chuyện đó đó, người ta gọi là pháp môn. Pháp môn là cái pháp để trực tiếp làm để chuyển hóa đó đó. Cho nên pháp môn đúng là chuyển hóa được, pháp môn không đúng chuyển hóa không được. Pháp môn đúng ta gọi là chánh pháp, pháp môn không đúng thì người ta gọi là tà pháp. Tà pháp có nghĩa là làm hoài mà làm không được cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? Để chuyển đổi cái tâm mình từ xấu ra tốt, chuyển đổi cái tốt trở thành tốt hơn, từ chưa giác ngộ để trở nên giác ngộ. Thì cái việc đó đó là chỉ có chánh pháp Phật mới biết được cái để mà làm thôi. Còn không có chánh pháp là không được. Mà chánh pháp á thì thường thường Đức Phật dạy ở trên bát chánh đạo. Chứ chánh đạo là đó, tức là cái con đường đúng á. Chánh đạo là con đường đúng đó. Chánh á thì tiếng Pali gọi là Samma. Ví dụ như Samma Đích Thí là chánh kiến. Ví dụ như vậy đó. Chánh định là Samma Samma Thí là chánh định. Ví dụ như vậy đó. Tức là một cách định đúng để đưa tâm mình đi đến cái cảnh giới an vui. Làm cái chuyện đó đó thì cái cách làm đó ta gọi là pháp môn á. Ta đạt cái pháp môn là cái cách thức để làm cái việc đó đó. Như vậy mình làm việc đó trên cái cách thức đó thì ta gọi là pháp môn tu. Chứ thực ra tu chẳng qua làm ở trên pháp môn đó đối với thân và tâm của mình thôi. Thực hiện cái điều đó trên thân và tâm của mình, mình làm cái điều đó, mình lao động, gọi là lao động đó. Mượn cái công cụ đó để lao động. Bây giờ chúng ta đi chặt cỏ thì người ta sẽ dùng cây dao để chặt. Còn chúng ta làm chủ lấy tâm, ta dùng phương tiện thiền định Samatha. Phương tiện thiền định Samatha để mà lao động. Lao động nghĩa là gì? Là chúng ta đang cảm hóa chính tâm của mình. Giống hệt như là chúng ta lao động bằng cách là chúng ta ra, chúng ta thuần hóa một con trâu. Nhằm khi thường 2-3 ngày luôn, từ sáng tới chiều tối nhảy lên nhảy xuống, dắt nó qua đây, dắt nó qua kia, thậm chí còn đánh nó nữa. Nhằm khi còn nhốt nó nữa, nhằm khi còn cột nó vô cây để cởi nữa, quý tin không? Nhưng mà ở dưới quê thầy có một cái chiêu, bắt con trâu đi xuống cái ao á, rồi lên cởi nó nhúc nhích không có được. Nó nhúc nhích là khó. Lên cái đường mương á, bắt con trâu nhỏ nhảy xuống đường mương trâu ngá đó, rồi nhảy lên cởi nhỏ. Nó bị ngập nước á, nên nó không có dẫy như trên bờ. Trên bờ nó dẫy, nó lăn hồi là té, trên ngầm xuống nước nó không có té được. Mà nó quen, mình lên lưng nó hồi gầy nó quen. Nó quen mình trên lưng đó, cái nó chịu mình lên lưng. Cho nên hồi nhỏ đó là có hai cái cách để thường quá con trâu. Thường quá cái thứ nhất là cột cái mũi ổng vô cái cây. Ổng chạy cỡ nào chạy, ổng đâu có rời khỏi cây đâu, ổng chạy vòng vòng cây đó không à. Thì là mình không có té. Cách thứ hai á, là leo cởi ở dưới nước. Có nghĩa là bắt ổng xuống con mương á, con kinh đó. Ổng chạy đó, còn nhảy lên lưng của ổng là ổng chịu phép nè. Ổng dậy không có được. Mà ghét rồi, tức là lên lưng nó quen á. Cái gì quen cái nó chịu được à. Ban đầu không có cái vật gì nằm trên lưng nó, chứ mình nhảy lưng nó thấy lạ, cái là nó hất xuống.
Nhưng mà giờ mình nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui, thấy ịnh trên lưng ổng hoài, cái ông chịu luôn là mình cởi được rồi đó. Tức là ông chịu luôn, ông thấy bình thường. Người ta đặt lên lưng của mình là mình bình thường. Như vậy thì người ta dùng sức của mình để làm được cái chuyện đó, người ta gọi là lao động, đúng không? Mình lao động đó, mình đang lao động đó. Dùng cái não của mình để làm chuyện đó, người ta lao động trí óc. Dùng cái thân mình để làm chuyện đó, là người ta lao động chân tay. Vậy thì á, mình thuần quá con trâu với hai cái: lao động trí óc, lao động chân tay. Lao động trí óc là gì? Mình nghĩ ra cái phương pháp để mình làm chuyện đó thì lao động trí óc. Và mình thực hiện cái đó bằng chính cái thân của mình. Nhảy lên con trâu, trời ơi, nhảy lên tuột xuống, nhằm khi sể nát mình mấy chân mới cởi được con trâu. Là con trâu nghe, con trâu mới lớn lên đó. Đằng này cũng vậy, thì chính cái tâm mình cũng vậy. Mình thuần quá nó bằng một cái phương pháp, đó là pháp thiền định. Thì cái phương pháp đó gọi là pháp môn thiền định, tức là cái cách thức để mình thuần hóa chính cái tâm của mình, để mình làm chủ lấy tâm của mình, đó là một phương pháp thiền định. Cho nên đó, quý vị thấy hay lắm, ta tại sao lại ta tu thiền định là chỗ đó đó, chứ không phải là tự nhiên ta tu thiền định đâu. Quý vị, nó làm lợi mình, lạc cho mình vô cùng. Khi người ta định được tâm rồi thì chết đi về địa cõi trời. Khi ta định được tâm rồi thì người ta không còn khổ với tất cả các cái thế gian này nữa. Người ta định được tâm, người ta không còn khổ bởi tiền, không còn khổ bởi nhà, không còn khổ bởi người yêu, không còn khổ bởi bất kỳ cái gì cả, trong khi người ta có hoặc là không có. Còn mình á, ở đây khổ với có và khổ cái không có. Có cái mình thương yêu thì mình sợ nó mất, nên mình phải giữ gìn nó. Còn có cái mà mình không thương yêu á, thì mình rất bực khi nó hiện diện. Còn không có cái mà mình thương yêu thì mình nhớ nhung. Còn không có cái mà mình ghét á, thì mình rất là hả hê. Mà chính cái tâm hả hê, tâm thỏa mãn này, nó vẫn là một loại phiền não. Nó dễ dàng gây ra cho mình cái tấm ngã mạn, cái tánh ỷ lại của chính mình. Quý vị, nên có không có, cái mình thích hay cái mình không thích, đều làm cho chúng ta đau khổ hiện tại hoặc là đau khổ trong tương lai. Như vậy thì cái tính chất đau khổ bị phụ thuộc vào cái có và cái không có. Bây giờ người ta tu thiền định, ta đạt tới cảnh giới thiền định á, thì giàu có cái mình thích, không có cái mình thích, có cái mình không thích, không có cái mình không thích, tâm vẫn trụ một điểm, nó không có bị dao động bất kỳ gì, nên nó không có cảm thọ khổ và lạc ở trên đó. Có nghĩa là chúng ta an lạc. An lạc khi không có thọ khổ và thọ lạc thì gọi là an lạc. Còn có thọ khổ làm ta khổ, có thọ lạc làm ta vui. Vì cái vui cái khổ trong thế gian nó không phải là an lạc của sự tu. An lạc sự tu tức là không còn dính mắc đến những cái đang hiện diện, không còn dính mắc nữa. Dính mắc nghĩa là gì? Dính mắc có nghĩa là nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình vui, đó gọi là dính mắc á. Như vậy cái gì làm cho mình khổ, gì làm vui, mình đang dính cái đó. Vì kẻ thù mình cũng dính thôi, dính á. Dính sân kiết sử. Mình sân nó là chính nó làm cho mình khổ. Mình thù oán nó, mình hận nó. Vì thì đó là mình kiết sử với nó đấy, tức là mình cột chặt mình với nó đó. Tức là mình bị nó làm cho mình đau khổ. Mình được nó làm cho mình vui. Ở trên đời này mình được nó làm cho mình vui và mình bị nó làm cho mình đau khổ. Vì là chúng ta bị lệ thuộc vào nó, đúng không? Lệ thuộc vào nó thì đâu phải là an lạc. Chừng nào không lệ thuộc vào nó mới gọi là an lạc. Cho nên người tu không vui không khổ mà người tu an lạc. Cái an lạc nó đỉnh hơn là vui nhiều. Cái vui là mình thích phải không? Nhưng mà vui nó vô thường. Cái vui nó nằm trong nhân duyên ba cha giá. Có nghĩa là nó thay đổi ở trong vô thường, anicca. Nó thay đổi liên tục vậy đó. Cái vui nó đâu còn mãi. Ra thử coi. Tiệc rượu nào cũng tàn, đúng không? Mối tình nào cũng hết, tiệc rượu nào cũng tàn. Đi chung đoạn đường rồi cũng có người ra đi về cõi này, người ra đi về cõi kia, cũng không bao giờ đi lâu đi mau mà thôi. Còn chuyện ta hứa đi nhiều đời nhiều kiếp là ta hứa, còn thực tế không phải là nằm trên hứa mà nằm trên nghiệp. Ông hứa gì hứa, nhưng cái người kia gieo cái nghiệp thiện ta lên cõi trời, ông nghiệp ác ông phải đọa xuống cõi dưới. Chứ dầu bởi vì hai người hứa nhau, hai người gặp nhau hứa với nhau thì là cái lời hứa nó vẫn còn, trừ trường hợp khi nào có duyên sanh cùng cảnh giới mới có khả năng gặp. Sanh cùng cảnh giới mới có khả năng gặp, chứ không có nghĩa là sanh cùng cảnh giới gặp nhau đâu. Ví dụ mình sanh ở Việt Nam, sanh ở Mỹ, làm visa không được, làm sao đi tới Mỹ gặp, quý vị hiểu không?
Có nghĩa là sanh cùng cảnh giới mà gặp nhau nữa thì cũng phải cùng một đất nước. Cùng đất nước chưa chắc đã gặp mà phải cùng một tỉnh. Cùng tỉnh chưa chắc đã gặp, phải cùng một huyện. Là cái cơ hội gặp nhau, xác suất nó lớn dần dần khi chúng ta ở gần nhau. Cho nên gặp nhau mà triệt để là ở trong cùng một nhà, sanh ra cùng một cảnh giới mà cùng cảnh giới con người, ở trên trái đất này mà sanh ra cùng một nhà là chắc chắn sẽ gặp nhau. Mà sanh ra hai nhà bắt đầu khó đó, sanh ra hai ấp khó gặp, rồi sanh ra hai xã khó gặp, sanh ra hai huyện, rồi hai tỉnh, rồi hai nước, rồi tới hai châu lục, châu Á, châu Phi, phải không? Rồi hai cực, cực Bắc, cực Nam bắt đầu khó gặp, rồi hai trái đất khác nhau, sanh ra cũng Nam Diêm Phù Đề mà sanh ra trái đất này, trái đất từ số 1 tới trái đất số 1 tỷ. À, mình thì sanh ra trái đất số 1, còn người yêu mình sanh ra trái đất số 68. Rồi muốn gặp nhau phải nhận tàu vũ trụ thôi, chứ còn cái đường nào đi nữa, phải không? Lúc đó mà tìm nhau khó lắm. À, quý vị, cho nên không có gì là mãi mãi trên đời này hết á. Mình biết được cái gì không gì mãi mãi trên đời, quý vị. Cho nên người ta sẽ không khổ đau những cái gì có, và khổ đau cái mình mất là bắt đầu bớt lệ thuộc rồi đó. Mà bớt lệ thuộc bằng gì? Bằng thiền định. À, người ta thiền định có nghĩa là gì? Người ta làm chủ lấy tâm, mà trong đó có làm chủ cái tâm lệ thuộc. Ở trong đó tâm lệ thuộc mình đó gọi là tâm kiết sử đó. Người ta làm chủ lấy cái tâm lệ thuộc này, tức là người ta đã vượt qua những tâm kiết sử này. Và người ta tu tập á, ta chụp thủng những cái tâm gì mà làm che mờ đi cái tâm mình, gọi là triền cái đó, là nhờ phương pháp thiền định này nè. Cho nên á, mình ở trên đời này mà mình không có dùng cái khả năng của mình để tu tập thiền định á, thì uổng dữ dằn lắm. Tại vì chỉ có hai cảnh giới có khả năng tu tập thiền định thôi, đó là cõi người và cõi trời. Nhưng mà cõi trời tùy chỗ mà tu tập thiền định được, có những chỗ không tu tập thiền định được ở cõi trời. Nhưng mà cõi người chỗ nào tôi cũng được, châu lục nào tu thiền định cũng được, người nào tu thiền định cũng được. Nên quý vị vào ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Quê Năng á, lúc mà Lục Tổ Quê Năng đi làm công quả ở chỗ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, thì Lục Tổ mới nói là Lục Tổ từ ở phương đó đến á, ở biên giới một cái phương xa xôi hẻo lánh, đến nơi đó thì Ngũ Tổ mới nói rằng là đi tìm Phật á, nó là nơi đó mà cũng tìm Phật, ví dụ như đó. Thì Lục Tổ mới nói rằng là con người có Bắc có Nam, nhưng tánh giác ngộ chân tâm Phật tánh này đâu phân biệt Bắc Nam. Quý vị hiểu không? Tức là đang nói tới đã là con người thì ai cũng có khả năng tu thành thánh, về cái cơ hội tu thành thánh ngang nhau. Cho nên á, cái thiền định Samatha là con người ai cũng có thể thực hiện được. Nói chỉ có thể nghĩa là gì? Có một số cái hoàn cảnh và có một số cấu tạo sẽ không thực hiện được thiền định. Có một số người và số hoàn cảnh không thực hiện được thiền định. Nên phải có duyên với thiền định mới thực hiện được thiền định. Nên con người có khả năng thực hiện thiền định, cái khả năng thì có, nhưng cái thực tế thì không. Thực tế chỉ có một số người làm được thôi chứ không phải là tất cả. Nhưng mà khả năng của con người thì có hết. Khả năng con người có khả năng tu thành Phật, nhưng mà trong nhiều ngàn năm chỉ có một vị Phật được thành mà thôi, còn tất cả không được thành Phật. Nhưng mà khả năng là thành Phật được hết, là tại vì cái người đó không đủ điều kiện để thành Phật. Khi khả năng con người thành Phật, nhưng mà điều kiện ở trong kiếp đó để thành Phật thì chưa đủ. Quý vị hiểu không? Ví dụ con người khả năng thành Phật sanh ra nữ thì thôi rồi, đâu có thành Phật được. Không có Phật nào mà thành Phật từ người nữ hết trơn á, phải từ thân nam. Nhưng mà nữ có thể thành thánh. Nên mới hôm qua cô kia gửi email, gửi cái messenger cho thầy á, là thầy ơi, thầy nghe thầy giảng là nữ không tu được thành Phật, vậy tu làm chi, thôi nữ nghỉ tu cho rồi. Có nói vậy là tôi không có nói vậy à, nghe ở trong kinh á dạy rằng á, là người nữ có bao nhiêu cái không thể đạt được ở trong kiếp này, trong đó có thành Phật trong kiếp này nữ không thể thành. Nữ không thể làm chuyển lưng thánh vương ở trong kiếp này, mà nữ không thể làm ma vương trong kiếp này. Ma dương nữ không được để là bằng mà là ma dương, phải ma dương nam. Chuyển lưng thánh vương là vua, các vị vua trên thế giới này phải là nam, chứ không phải là nữ hoàng, mà là ông vua. Quý vị không? Vua của một nước có thể là nữ, nhưng mà vua của các vị vua là nam. Không thể chuyển lưng thánh vương, tức là vua các vị vua đó. Ví dụ trên thế giới này có 192 nước,
vị vua của tất cả các vị vua thống lãnh luôn á. Ví dụ nha, bây giờ thì trên trái đất mình hiện tại bây giờ không có Chưởng Lương Thánh Dương, không có, là tại vì người ta ban giao với nhau đó, nên nước nào cũng có chủ quyền riêng, nên có chủ thể quốc gia đó thì có, nhưng không có chủ thể của tất cả các chủ thể. Nhưng mà ngày xưa có một số cái thời đại đó thì người ta đi là chinh phạt trên thế giới đó, người đó chinh phạt hết tất cả nước trên thế giới thì người đó trở thành Chuyển Lương Thánh Vương, có nghĩa là vua của các vị vua. Nhưng mà vua các vị vua cũng không phải là nữ, và ma vương là vua của các loài ma cũng không phải là nữ, và Phật tức là bậc chánh đẳng giác cũng không phải là nữ mà phải là nam. Nhiều lắm, 5-6 điều lận, nhưng mà trong đó có mấy điều căn bản vậy đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người mà nữ không thể thành Phật, chứ không phải là người nữ không thể thành Thánh. Thánh với Phật khác nhau. Phật là một vị giác ngộ chánh đẳng giác, còn Thánh là một vị A-la-hán, là học giáo pháp của Phật để tu đắc quả Thánh. Thì ngày xưa Thánh nữ thiếu gì? Ví dụ như bà Mahabati, tức là bà Mahabhasabade, bà Kiều Đàm Di là Thánh. Thậm chí bà Gia Du Đà La cũng tu đắc quả A-la-hán quý vị. Rồi Liên Hoa Sắc cũng đắc quả A-la-hán. Nhiều lắm, vào thời Đức Phật Thánh nữ. Chứ Thánh nữ tức là Thánh Ni là tu xuất gia. Còn có những người Thánh không phải là Ni nữa mà là cư sĩ. Ví dụ mẹ Ngài Sát Lợi Phất đắc tam quả A-na-hàm nè, Vua Tịnh Phạn đắc tam quả A-na-hàm nè, ông là Cấp Cô Độc đắc tam quả A-na-hàm nè, quý vị, nhưng chưa đắc tới quả là hán thôi. Vì thấy không, Thánh với Phật khác nhau. Giác ngộ Thánh nhập Niết Bàn là A-la-hán, thì là nữ đắc được, đắc cao nhất là A-la-hán. Thực ra nói vậy thôi chứ thành Phật có một vị một, mà còn có ông người đàn ông nam nào đắc quả Phật đâu. A-la-hán trở lại thôi mà cũng bằng với nữ thôi, quý vị hiểu không? Nói thì nói trên lý thuyết vậy, mà có một vị Phật duy nhất là người nam thôi, còn tất cả người nam khác đều là A-la-hán trở lại hết, cũng giống như nữ thôi, quý vị không? Nhằm khi mình ra trời nữ không được làm Phật, nữ buồn quá. Dần dần không phải là không được làm Phật, mà tại vì cái thân nữ không thể đắc quả Phật, cái tự thân của người nữ có khiếm khuyết không thể đắc quả Phật, mà có thể đắc quả Thánh, A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả. Quý vị, cho nên câu đó là không thể đắc quả Phật thôi, vậy tu làm chi? Tu kiếp này không đắc quả Phật thì kiếp sau thành nam đắc. Mình còn chuyển kiếp mà. Quý vị mình ráng tu á, kiếp này là nữ nhưng mà quán tu kiếp sau trở thành nam. Mà nam thì đắc quả Phật được, quý vị thấy chưa? Chứ ai biểu ép kiếp này phải đắc quả Phật? Ai đắc quả Phật nổi kiếp này? A-la-hán đắc nổi nữa, sơ quả, nhị quả, tam quả đắc nổi nữa, đâu đắc quả Phật. Cho nên buồn gì buồn. Cho nên cổ lại nghe vậy cái muốn hết muốn tu. Trời ơi, đắc quả Phật chi, đắc Thánh được rồi, vì sơ quả, nhị quả, tam quả tham chi cho dữ vậy. Quý vị nam cũng có đắc được đâu. Trên lý thuyết là có nam thì đắc được quả Phật trong kiếp này, mà có mình, có ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, chứ có ai đâu. Ngoài ngài có ai người thứ hai đâu. Đắc A-la-hán là còn phải bỏ nhà bỏ cửa vào rừng tu tập thì mới đắc, chứ đâu phải dễ dàng gì. Còn sơ quả, nhị quả, tam quả, giờ muốn đắc sơ quả thôi cũng khó. Thôi sơ quả thì cũng khó, đừng có nói sơ quả. Quý vị nên ráng cố gắng tu đi, kiếp này đắc kiếp sau đắc. Nhưng mà cái người á làm chủ lấy tâm về phương diện thiền định á quý vị, thì cái người đó là bắt đầu an vui hạnh phúc lần. Cho nên cái người mà người ta tu tập được cảnh giới của thiền định đó là người ta an vui, người ta hạnh phúc lắm, người ta nhẹ nhàng lắm, người ta thanh thản lắm. Đó, quý vị, tại vì tâm ta lúc đó người ta làm chủ được tâm, làm chủ được tâm, cho nên người ta muốn bỏ tâm này thì bỏ, muốn lấy tâm này thì lấy, muốn sử dụng được tâm này thì sử dụng tâm kia. Bây giờ ví dụ như sân làm mình khổ quá, ta lấy sân ta dục ra khỏi tâm của mình là xong đó, hết khổ. Cảm thọ đúc khá nó đau khổ quá, ta lấy cảm thọ đó ta thảy ra ngoài, hết khổ. Bây giờ mình lấy mình thảy được không? Có cô Phật tử lại đây nè, cô là thầy ở thầy, chắc con ngại chết sớm mà hỏi sao gì. Con ghen ông chồng con, ông giữ nó, ông hào qua phong nhã lắm, đào qua chứ. À, ông đào qua lắm mà con ghen, mỗi lần con ghen con chở bệnh viện, lận ghen chở bệnh viện mà xém chết là sao? Ghen gì ăn dữ là không? Con bệnh tim thòng mới đầu á là tim thòng có tới ngực rồi ghen lên tim thòng tới rúng luôn,
do đó mà phải chở bệnh viện. Quý vị, tức là dĩ ghen chi là con không biết tự nhiên nó ghen, chứ con đâu có muốn ghen đâu, con kìm dữ lắm, con ém dữ lắm, đừng cho nó ghen. Mà mỗi khi nghe người ta kể thôi cũng ghen nữa, nghe ta kể lời hồi nãy ông chồng mà đi với ai đó là gì cũng ghen nữa, chứ đừng nói thấy mắt, thấy mình tặng mặt. Gọi là không biết cái máu ghen nó ở đâu á, hình như là mẹ cổ truyền á, gọi là mẹ cổ cũng ghen dữ dằn lắm, ghen tới ba cổ bỏ ở nhà đi không nổi, bỏ hai mẹ con ở luôn á, tức là bỏ đi luôn á, không phải theo vợ bé đó, mà là gọi là ở chịu không nổi á, bỏ đi á không có gì, có nghĩa là chịu không nổi. Dầu cho thương vợ đi nữa, bà ghen ghét, không chịu không nổi, không bỏ đi, không ra nhà ngoài, không mướn ngoài, không ở luôn á. Rồi hai mẹ con ở riêng luôn, là chắc là cái máu ghen di truyền quá, tại không là trong y học cũng chưa thấy máu ghen nào di truyền. Rồi máu ghen di truyền á, mà lỡ mà đi hiến máu, một cái chết người ta. Cho đó mà cô đừng có đi hiến máu, đi hiến máu mà lỡ cái máu mình mà truyền qua cho 10 người, cái 10 người về là 10 người đàn ông ta bỏ nhà, ta đi mướn nhà trọ à. Hiểu không? Vậy không nổi. Cho nên cổ muốn cổ đừng có ghen. Dạ, quý vị, muốn đừng có ghen cái gì là chỉ có mình làm chủ lấy tâm mình thôi, mình mới có làm được chuyện đó. Còn bằng không thì chúng ta sẽ lấy cái này áp chế cái kia hoặc là thay thế thôi. Phương pháp thay thế là gì? Phương pháp thay thế nghĩa là ví dụ như lúc đó ta niệm Phật, mà nghĩ tưởng tới Phật, thì chúng ta thay thế tâm ghen đó. Hoặc là chúng ta nhẫn nhục, chúng ta đè nén xuống, hoặc là chúng ta từ bi để chúng ta hóa giải bớt. Chứ chúng ta không thể bóc nó ra khỏi tâm mình. Bóc nó ra khỏi được tâm mình là người đó chứng đắc được cái thông thứ sáu, đó gọi là lậu tận thông, gọi là lậu tận minh đó. Có nghĩa là người đó chứng đắc được thông thứ sáu lậu tận mới có đoạn diệt tất cả các cái phiền não, làm chủ lấy phiền não ở trong tâm của mình thì mới hết được thôi. Cho nên người nào nói thầy ơi, thầy con sân quá, con tham quá, con ghen quá này nọ, chỉ con cách để là hết. Thực ra chỉ có chúng ta chỉ một cách hết tạm thời thôi, có nghĩa là lúc đó nó lắng xuống bữa sau nổi nữa, tạm thời thôi thì được. Ví dụ niệm Phật nó tạm thời, nhẫn nhục nó tạm thời, đè nén nó tạm thời. Đè nén là đưa cái lưỡi lên trên cái nóc họng rồi cắn răng lại, đè nén cái tâm đó xuống thì nó tạm thời. Chỉ có thiền định mới là dứt điểm thôi. Thiền định làm chủ lấy tâm mới dứt điểm. Cho nên làm gì làm á quý vị, người ta cũng phải phát tâm tu thiền định thì là làm chủ lấy được tâm. Mà làm chủ lấy được tâm thì hạnh phúc an vui đến cho người đó. Cho nên giá nào giá, ở trong cõi đời này khi tới chết người ta cũng tu thiền định. Tu thiền định có thể đắc thiền, có thể không đắc thiền. Không đắc thiền kiếp sau tu tiếp. Có nghĩa là mình phải đi trên lộ trình đó đi. Còn đi được bao xa thì tùy vào sự nỗ lực của mình, tùy vào sự hiểu biết, tùy vào nhân duyên của mình đối với những người dạy mình, với những cuốn sách kinh dạy mình, mình đi xa tới cỡ nào. Nhưng mà không đi, không lên lộ trình đó thì chúng ta sẽ không có đạt được cái đó. Dứt phát mình phải đưa chân mình lên trên cái lộ trình đó để mình đi. Tức là Phật tử không hiểu rõ vấn đề này. Và phần thứ hai là trả lời các câu hỏi thắc mắc khi quý vị ngồi thiền hoặc là tu tập. Ở trong đời sống tu tập khi áp dụng vi diệu pháp vào trong đời sống tâm thiền, trạng thái thiền và tâm thanh tịnh. Tức là có người nói là tâm thiền, trạng thái thiền và tâm thanh tịnh nó là một, nhưng thực ra nó không phải là một. Ví dụ như chúng ta nói là mình có tâm thiền thì cái thiền này là người ta quan niệm đó là thiền na, đó là sự vắng lặng, là sự vắng lặng của tâm mình. Có nghĩa là cái tâm mình nó rơi vào một trong cái trạng thái hoàn toàn vắng lặng. Ví dụ như quý vị thấy là cái mặt nước mà hồ thu mà không có gió, thì nghe cái bài thơ Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm của Nguyễn Khuyến, ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi rợn tí, lá vàng chiếc gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngọ trúc
quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đầu đốt đồng dưới chân bèo. Và tức là cái bài thơ Thất Ngôn Bạc Cú rất là tuyệt đỉnh của Nguyễn Khuyến. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói về thơ vịnh, không nói về tâm trạng của một thi sĩ, mà người ta đang nói về cảnh vật của một mùa thu. Khi mà mùa thu trong một cái ao lớn, một cái hồ lớn như vậy, nước trong yên biết vậy đó, thì nước nó đầy hết và cái mặt hồ nó lăn tăn, nó rợn sóng bởi có gió. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm mình á như là cái mặt nước, còn gió như là các cái tâm mà nó nổi lên, tức là sự sao động của tâm nó nổi lên. Thì khi mà gió đến thì mặt nước á nó bị gió đùa đi, tức là nước nó không có cứng như là cây. Cây thì gió nó không thể đùa cây được, nó chỉ làm khua cành lá thôi, chứ cây nó không thể biến dạng bởi gió. Nó biến dạng là sẽ gãy, hoặc là cây nó biến dạng được là nó do nó có một cái độ dẻo, tức là gọi là độ uốn cong của cây. Thì nước á lại nó là một cái thể lỏng, cho nên khi gió đùa vào thì nước nó sẽ chạy theo gió đó, trở thành những cái làn sóng. Cái làn sóng nhỏ thì mình gọi là làn sóng li ti lăng tăng á, li ti. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình á, cái thể của cái tâm á nó lặng yên như là nước mà không có gió, cho đến khi mà chúng ta xuất hiện một cái tâm đối cảnh. Bây giờ ví dụ như á là trước một cái cảnh đó chúng ta có một cái tâm, trước cái cảnh đó chúng ta có một cái tâm, đối cảnh nó sanh tâm. Chứ thực ra ha là nó nguyên cái bộ, nó nguyên cái bộ cầm bâu của nó. Tâm này, cảnh này, vật này, tâm này, cảnh này, vật này, vật này, cảnh này, tâm này, thì nó nguyên cái bộ của nó. Bây giờ ví dụ như á gọi là căn trần tâm, tức là căn là cái bộ phận trên cơ thể của mình, trần là ngoài cơ thể của mình, và tâm á là nó hội đủ các yếu tố giữa căn trần thức xúc thọ tưởng hành tâm, tức là nó đi theo cái kiểu đó đó. Tâm trần thức xúc thọ tưởng hành ý thức tâm, tức là đi theo kiểu như vậy đó, nó mới ra được cái tâm. Thì cái tâm sao động này nó phải trải qua là thứ nhất là căn, thứ hai là trần, thứ ba là thức. Căn trần thức là thức của căn, rồi thọ tưởng hành ba cái nữa là 6, rồi ý thức nữa là 7 mới đi đến cái tâm đó. Chúng ta học cái lộ trình tâm á, nó qua tới 16 cái sát na, tức là một sát na chuẩn bị nữa là sát na thứ 17 nó sinh ra tâm đó. Thì tâm đó làm cho cái mặt nước đó nó bị sao động, làm cho mặt nước bị sao động. Thì cái mặt nước mà nó không có sự sao động, mặt nước mà không có sự sao động tức là vắng bóng của phiền não, thì tâm đó là tâm thanh tịnh. Có nghĩa là mặt nước mà nó vắng bóng, nó không có bị, không có gió, cái mặt nước không có gió là tâm đó là tâm thanh tịnh. Còn cái trạng thái mà khi mặt nước không có gió đó là gọi là mặt nước tĩnh lặng, thì tâm đó gọi là tâm thiền. Tâm thiền đó là sự tĩnh lặng của nội tâm. Còn chúng ta đang nói tới cái mặt nước mà nó không có gió, đang nói tới yếu tố của gió, tức là sự vắng bóng của gió, thì đó được gọi là tâm thanh tịnh. Vì sự vắng bóng của phiền não thì đó được gọi là tâm thanh tịnh. Còn cái sự lặng yên của tâm thì đó là tâm thiền. Hai cái đó mình thấy nó giống không? Nó giống nhưng mà đâu có giống. Cái chúng ta đang nói tới cái sự vắng bóng của phiền não, tức là sự lặng yên của phiền não. Cái chúng ta đang nói tới cái trạng thái lặng yên của nó mà chẳng dính tới phiền não gì cả. Có nghĩa là một trạng thái lặng yên, nó đang lặng yên, thì cái đang lặng yên đó là tâm thiền. Mà cái tâm mà vắng bóng phiền não, chúng ta đang đề cập tới sự có mặt và vắng bóng phiền não, thì cái vắng bóng phiền não đó thì được gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên đó quý vị á, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na, chúng ta đều khởi tâm hết. Không có sát na nào mà con người ta mà không khởi tâm cả. Tại vì á là tâm
là nó nương vào căn để mà khởi, mà căn á thì nó nương vào trần để mà khởi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là căn mình lúc nào á nó cũng sẵn sàng, và lúc nào nó cũng hoạt động. Và khi ngủ thì nó hoạt động bớt, mà khi thức thì hoạt động hết toàn bộ. Khi ngủ thì có một số căn được đóng, và các cái căn đó vẫn đang hoạt động. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì khi thức 6 căn đó đang hoạt động hết. 6 căn đang hoạt động có nghĩa là 6 thức nó đang hoạt động. Mà 6 thức nó đang hoạt động có nghĩa là thọ tưởng hành đang hoạt động. Thọ tưởng hành đang hoạt động có nghĩa là ý thức đang hoạt động. Ý thức đang hoạt động có nghĩa là kiến giải đang hoạt động. Kiến giải đang hoạt động có nghĩa là tâm phiền não đang hoạt động. Nó đơn giản thôi. Cái phiền não nó là một cái dạng tâm nó đang hoạt động. Khi đối từng cảnh một thì nó sẽ xuất hiện những cái tâm đó. Cho nên nó trong kinh chia làm hai loại: tâm sở biệt cảnh là tùy cảnh mà sanh ra, và tâm sở biến hành. Lúc nào tồn tại căn là lúc đó nó có mặt. Lúc nào tồn tại căn lúc đó nó có mặt. Tâm sở biến hành lúc nào nó cũng có hết. Lúc nào hành hoạt động là nó sẽ có hoạt động. Tâm sở biệt cảnh là tùy vào cảnh mà nó xuất hiện cái tâm đó. Cho nên á, cái tâm mình á luôn luôn lúc nào cũng có. Luôn luôn lúc nào cũng có tâm chứ á. Như vậy thì cái tâm mà lúc nào cũng có đó được gọi là tâm phiền não. Và tâm phiền não này chức năng của nó là gieo nghiệp, chức năng của nó là tạo nghiệp. Tại tâm phiền não là tổng hành dinh, là giám đốc, là leader của thân khẩu ý. Có nghĩa là nó ra lệnh cho thân khẩu ý hoạt động. Mà thân khẩu ý hoạt động thì là nghiệp. Nghiệp chính là sự hoạt động của thân khẩu ý. Bây giờ ví dụ như có miệng mình mình không hoạt động đâu có tạo nghiệp. Cái miệng mình nó là quả của nghiệp. Cho nên cái miệng mình mà không hoạt động thì nó không có tạo nghiệp. Có nghĩa là sự hoạt động của cái khẩu, tức là cái miệng mình mới tạo nghiệp. Sự hoạt động của cái thân mình mới tạo nghiệp. Chứ có thân này đâu có tạo nghiệp. Cái sự hoạt động của thân mới tạo nghiệp, chứ cái thân không có tạo nghiệp nha. Cái thân nó là quả của nghiệp. Có nghĩa là nó kết quả từ ở trong quá khứ mình đã làm cái gì đó, nên cái thân mình mới có hiện diện ở trên thế gian này. Nên thân nó là quả của nghiệp, nên thân không có tạo nghiệp. Mà sự hoạt động của thân mới là tạo nghiệp. Bây giờ thân mình ngồi đây đâu có tạo nghiệp đâu, mà nhúc nhích cái nó tạo nghiệp đó. Mình đánh, mình nhúc nhích cái nó chết anh kiến, vì tạo nghiệp sát. Mình tát tay một cái, mình tạo nghiệp ác. Mình đi ăn trộm ăn cắp, tạo nghiệp ác. Mình hành động mà làm cho người ta đau khổ, tạo nghiệp ác. Rồi mình lấy thân mình á, mình đi từ thiện, mình đi làm nhiều điều tốt đẹp cho đời thì mình tạo nghiệp thiện. Như vậy thì cái phiền não nó sanh ra là từ cái căn hoạt động. Mà căn hoạt động thì là thọ tưởng hành hoạt động. Thọ tưởng hành hoạt động thì ý thức hoạt động, kiến giải hoạt động, phiền não hoạt động. Nó nghĩa là phiền não hoạt động. Vì tâm phiền não nó đang hoạt động thì tâm đó không phải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là sự vắng bóng của phiền não hoạt động, nhưng vẫn có căn, vẫn có trần. Mà phiền não, nó được vắng bóng. Như vậy thì sự vắng bóng phiền não này không phải là ngẫu nhiên, mà phải có sự tác động. Bây giờ ví dụ như gió đang thổi vậy đó, làm cho nước rung rinh. Bây giờ phải có một cái tấm gì đó che gió lại, để cho nó từng rung rinh. Hoặc là chúng ta tìm cái nguồn cơn nào để sanh ra gió. Như vậy thì trong khoa học nói rằng là gió là sự chuyển dời của các phần tử khí từ nơi này đến nơi khác. Mà sự chuyển dời phần tử khí trong thiên nhiên là do áp lực. Cái áp lực đó ở trong không khí thì gọi là áp suất. Cái áp lực đó trong không khí thì gọi là áp suất. Bây giờ ví dụ như áp lực của cái tay mình đánh tới cũng là một lực, nhưng cái đó là một lực tác động mà của một vật cứng, chứ không phải là của không khí. Như vậy, áp lực của không khí thì người ta gọi là đó là áp suất. Mà áp suất thì liên quan tới nhiệt độ. Tại sao? Tại nhiệt độ gặp nóng nở ra. Nóng là nhiệt độ thì cái không khí nó nở ra nó phải di chuyển không? Nó phải di chuyển thì tạo thành gió. Do đó mà nhiệt độ từng nơi sai biệt khác nhau, từng mùa khác nhau thì sẽ có cái gió mùa khác nhau. Là tại vì nó nở ra rồi nó dạt ra, nó nở ra, nó dạt ra. Bây giờ ví dụ như ở phía này là áp thấp, ở phía này là áp cao, nhiệt độ cao, nó lại tăng lên, cái áp suất nó tăng lên, nó sẽ đẩy không khí về vùng áp thấp thì tạo ra gió. Nó đơn giản thôi.
Như vậy thì trong tâm mình cũng vậy đó. Trong tâm mình nó là luân lý của vũ trụ. Tại vũ trụ nó là ngũ quẩn, thì tâm mình cũng là ngũ quẩn. Cho nên khi tâm mình đó mà nó có những cái phiền não khởi lên, như là nước mà nó gặp gió, như là nó gió làm cho sóng nó vỗ. Sóng vỗ là kết quả của gió đùa mặt nước mà thôi. Như vậy thì không có gió đùa mặt nước á, thì là sóng không có khởi lên. Như vậy thì cái sự vắng bóng của gió, vắng bóng của gió, mà vắng bóng của gió có nghĩa là vắng bóng của sóng. Sóng á, nó tạo ra bởi gió. Vì vắng bóng của gió là vắng bóng của sóng. Mà vắng bóng của gió có nghĩa là vắng bóng của là sự chuyển dời của áp suất, tức là cao thấp. Ví dụ như áp suất tất cả những nơi nó bằng nhau hết thì không có gió đâu. Ví dụ như trong một khu vực của mình đây nè, áp suất nó bằng nhau hết, chỗ nào cũng bằng nhau. Thì mà áp suất bằng nhau á là do cái nhiệt độ. Và nhiệt độ ví dụ như mình nung lên, nó nóng lên thì không khí nở ra. Bây giờ nhiệt độ nó bằng nhau hết thì gió đâu ra? À quý vị, cho nó sự chênh lệch nhiệt độ do nhiều cái yếu tố khác nhau. Bây giờ ví dụ như một nơi đất, một nơi đá. Đá thì nó thu nhiệt và nó tỏ nhiệt nhanh. Còn mà đất á, thì thu nhiệt chậm, tỏ nhiệt chậm. Cho sự chênh lệch giữa đất, đá và nước trong sự thu nhiệt và tỏ nhiệt, nên trên cái bề mặt của cái trái đất của mình nó thay đổi nhiệt độ liên tục cái chỗ này tới chỗ kia, nên tạo ra những cái luồng áp suất sai biệt khác nhau, nên có những cái luồng gió khác nhau. Mình nói nôm na vậy thôi, chứ nó còn nó lớn hơn nữa, từng vùng, từng miền, từng thời tiết, từng khí hậu sai biệt khác nhau. Thì ở trong tâm mình cũng vậy. Trong tâm của mình nó luôn luôn lúc nào cũng có phiền não khởi lên. Và chính cái phiền não này khởi lên, nó là một cái khởi lên rất là tự nhiên thôi à. Nó rất là tự nhiên. Bây giờ ví dụ như thấy cái người nào mà làm nghịch ý mình, nó tự nhiên mình giận à. Thì đó là giận là tự nhiên. Thấy cái gì mà vàng bạc của báo gì, thấy người ta để hở tham, tham là tự nhiên. Nó rất là bình thường đối với con người. Con người không tham mới không phải là người đó. Con người không giận mới không phải là người đó. Nhưng mà con người có trí khôn mới thấy tham và hậu quả của tham, giận và hậu quả của giận, ganh và hậu quả của ganh, ghen và hậu quả của ghen, hận thù và hậu quả của hận, hận thù. Con người biết được mà con khác không biết được điều đó. Chứ cái mà giận hờn ghen ghét rồi là tham lam rồi là dục vọng là bình thường. Tại vì cái loài đó sanh ra là như vậy đó. Tại vì như vậy nó mới tồn tại. Còn không phải như vậy nó không có tồn tại. Cho nên là bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó, con người mới thấy được cái hậu quả của nó. Ví dụ tham và hậu quả của tham, sân và hậu quả của sân, ghen và hậu quả của ghen, ganh tị và hậu quả của ganh tị, ích kỷ và hậu quả của ích kỷ. Hậu quả nghĩa là gì? Là kết quả sau khi cái đó xảy ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta ôm ấp một lòng tham rất là lớn, chúng ta đi cướp của giết người là hành vi của thân khẩu ý. Nhưng mà tham nó sẽ quyết định cái điều này. Như vậy thì sau khi cướp của giết người, hoặc đang khi cướp của giết người, hoặc là trước khi cướp của giết người, nó có ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai là sau khi á. Bây giờ ví dụ như á, là người ta chuẩn bị cướp của giết người, tức là trước khi cướp của giết người, rồi đang cái hành động cướp của giết người, và sau khi cướp của giết người rồi, người ta mới thấy được điều đó. Như vậy thì tùy vào cái trí tuệ ba la mật, tùy vào kiến thức của mọi người mà thấy ở thời nào. Ví dụ như trong một cái hành động đó mà chúng ta thấy cả ba thời: hiện tại, quá khứ và tương lai. Ví dụ như là người ta thấy chưa làm mà người ta đã thấy, thì có nghĩa là thấy trước là thấy ở tương lai. Chưa làm mà đã thấy, đang làm mà thấy là hiện tại, làm rồi mà thấy thì lại gọi là quá khứ. Bây giờ ví dụ như chúng ta ăn cắp mà chúng ta chưa ăn cắp mà chúng ta thấy ở tù rồi, thấy người ta khi dễ rồi. Cái đó là về mặt thế gian. Chưa ăn cắp nữa là mình thấy qua kiếp sau mình nghèo khổ rồi đó. Mà ăn cắp của người ta là lấy lại hết tài sản của cải vật chất của mình, nên mình thấy mình nghèo khổ rồi đó. Cho nên đó, cái người đó thấy trước khi một sự việc đang xảy ra, tức là nhìn thấu tương lai, tức là phải tệ ba la mật parami, nhiều đời nhiều kiếp tu, hoặc là kiến thức mà chúng ta xây dựng bằng trải nghiệm và bằng học tập ở tại thế gian, mình mới thấy được cái trước đang xảy ra là cái thấy ở tương lai. Có những người đang xảy ra điều đó thấy luôn, đang xảy ra, đang cắp ăn trộm, đang đi rình đi mò nhà người ta,
và thấy được sau khi là ăn cắp ăn trộm đó sẽ bị người ta bắt, sẽ bị gì đó, là người đang xảy ra mà thấy. Và người đi ăn cắp ăn trộm rồi, đem tiền về nhà rồi mới thấy được là này quả báo. Như vậy đó. Như vậy một người thấy ở ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cái người nào mà thấy trước là người đó giỏi nhất, và người đó là trí tuệ siêu đẳng nhất. Người nào thấy hiện tại là gì, người nào làm rồi mới thấy là ba. Còn người nào không thấy luôn là không có tuệ gì hết trơn á. Làm rồi cũng chẳng thấy hậu quả của nó luôn. Mà đa phần người thế gian là làm rồi không thấy hậu quả của nó. Tức là đa phần luôn á, chiếm khoảng 99.999% luôn á, làm rồi á, làm thấy hậu quả của nó. Nên trong kinh đó Đức Phật dạy á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm đó là chỗ đó đó. Tức là làm rồi không biết luôn. Cho nên người tu á, ít gì cũng phải ba thời quá khứ hiện tại vị lai biết. Còn người đời bình thường không biết cái nào hết trơn á, làm tút tụt đó, tới đau khổ mới kêu trời. Do đó mà người đó không có trí tuệ parami, tức là không có trí tuệ ba la mật, và không có cái kiến thức trải nghiệm và cái kiến thức học hỏi ở tại thế gian nhiều. Cho nên cái sự sáng suốt của người này nó không được phát huy. Cho nên cái tâm thanh tịnh là tâm vắng bóng của các phiền não. Mà vắng bóng các phiền não có nghĩa là vắng bóng các nghiệp bởi phiền não gieo. Và kết quả của nghiệp phiền não gieo thì chúng ta trả ba nơi. Đó là nơi dục giới, nơi sắc giới, vô sắc giới. Phải trả cái nghiệp mà ta gieo đó ở ba nơi. Nó lôi mình đi tới đó để trả. Trả bình thường mình thiếu nợ thế gian trả đâu cũng được, phải không? Ở giữa đường đó tôi trả, ông lấy không? Lấy không? Ở trong nhà tôi trả, lấy không? Lấy không? Bây giờ là ở thế gian này cái chỗ nào mà trả người ta làm ta lấy hết, người ta không chê chỗ nào hết trơn á. Nhưng mà trong nhân quả nó khác, nhân quả phải trả đúng chỗ nó mới lấy, còn trả không đúng chỗ nó không lấy. Ví dụ như chúng ta gieo đó đó, gieo nghiệp thiện phải trả cõi người, ở trả cõi thiện. Gieo nghiệp ác là phải trả cõi ác. Gieo nghiệp ác vừa vừa cũng có thể trả ở cõi thiện ác. Con người lại cõi thiện ác, cõi trời là cõi thiện, cõi thần thiện. Cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh là cõi ác, con người mình là cõi thiện ác. Xét về mặt thiện ác, tức là cú xá lá, á cú xá lá, nó từ ở dưới đáy địa ngục đi lên. Địa ngục ngã quỷ súc sanh atula ác là cõi ác, tới cõi người bắt đầu là cõi thiện ác, người có thiện có ác. Và cõi trên cõi người nữa là cõi của chư thiên, của dục giới sắc giới, vô sắc giới của chư thiên là cõi thiện lành. Cho nên là chúng ta gieo ở cõi nào không biết, nhưng mà gieo cái gì. Ví dụ như ở cõi người là cõi thiện ác, nhưng ta gieo toàn là điều thiện không à. Do đó sau đó chúng ta có thể trả cõi người và trả cõi của chư thiên. Không bao giờ gieo điều thiện mà trả ở cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh atula ác cả. Không có ở đó. Mà chúng ta trả đó có nghĩa là chúng ta có mặt ở đó, đúng không? Mà có mặt có nghĩa là chúng ta sanh ra ở đó. Như vậy thì kết quả của việc làm và cái tâm làm đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi cảnh giới đó để trả nghiệp. Mà mình không biết, mình tính đâu là nó sanh, nó muốn sanh đâu nó sanh, nó muốn ngẫu nhiên, nó đi vào nơi nào nó đi vào. Đó là nó sanh ra để nó trả nghiệp ở nơi đó. Như vậy nếu mà chúng ta không có làm cái đó thì nó đâu có trả nghiệp ở nơi đó. Như vậy làm ác thì nó sẽ trả nghiệp ở chỗ ác, làm thiện nó trả ở chỗ thiện. Tùy vào cái nợ, nhưng mà nó lôi mình đi, lôi mình đi thì gọi là luân hồi sanh tử á. Nó đi đi chỗ đó. Và luân hồi sanh tử đâu phải tới đó trả đó không đâu. Mà con người mình có tâm, mà trong cái tâm đó nó có dòng Vedana, tức là dòng cảm thọ đó. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính. Như vậy thì lôi tới đó, lôi đến chỗ ác thì trả bởi dòng cảm thọ ác, tức là cái cảm thọ khó chịu, cảm thọ bực bội, cảm thọ đau khổ. Lôi đến chỗ thiện thì là làm thiện. Lôi đến chỗ thiện thì chúng ta được an ổn, được vui sướng, được tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là nếu mà chúng ta không gieo nghiệp gì cả thì là nó không có dẫn đi tới đó. Tức là muốn không gieo nghiệp gì cả thì không có tâm nào cả khi đối cảnh. Mà đối cảnh thì nó có tâm là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ muốn không đối cảnh không có tâm, bắt buộc phải có sự tác động. Cái sự tác động đối cảnh không có tâm này là tác động của sự tu tập đấy, can thiệp
vào ở trong tâm của mình, để đừng cho có những luồng gió nó khởi lên và đừng cho có cái tâm nào đó. Thì khi chúng ta can thiệp, khi chúng ta can thiệp vào ở trong tâm của mình để cho tâm phiền não không có cơ hội để hiện diện trong tâm của mình, thì cái tâm mà chúng ta can thiệp, cái cơ hội phiền não không có trong tâm của mình đó gọi là tâm thanh tịnh. Khi mà chúng ta can thiệp, khi mà niệm Phật để can thiệp đạt được tâm thanh tịnh, thì trong nhà Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Bất loạn tức không có khởi tâm nào chứ. Gọi là bất loạn tâm thì người đó được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn ở trong thiền mà khi chúng ta can thiệp các phiền não nó không khởi lên, khi mình can thiệp các phiền não không khởi lên, thì khi tất cả vắng bóng phiền não rồi, hoàn toàn vắng bóng hết, thì cái trạng thái vắng bóng của tâm phiền não đó ở trong tâm mình, thì đó được gọi là tâm thiền. Tâm thiền là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm, là tâm đã hoàn toàn vắng bóng phiền não. Còn tâm thanh tịnh là tâm can thiệp phiền não không khởi lên ở trong tâm mình, mà can thiệp được thì tâm đó được gọi là tâm thanh tịnh. Như vậy thì cái tâm thiền là tâm hoàn toàn vắng bóng tất cả các phiền não. Thông thường thì có bóng dáng phiền não lớn, nhỏ, dày, mỏng khởi lên liên tục hay là gián đoạn. Còn bây giờ là tâm đó nó không khởi lên gì cả, không thấy gì cả, cái mặt nước nó phẳng lặng vậy đó, thì tâm đó được gọi là tâm thiền. Còn trạng thái thiền, trạng thái thiền có nghĩa là chúng ta vào trong cái cảnh giới mà đang xuất hiện loại tâm nào ở trong tâm mình, mà xuất hiện cái loại tâm đó ở trong tâm mình, thì chỉ thiền định nó mới có tâm đó thôi. Bây giờ ví dụ nha, tâm của mình không còn bất kỳ một cái tâm nào hết, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một cái loạt tâm. Khi mà trạng thái của tâm chúng ta, khi chú ý đến một cái đối tượng nào đó mà chúng ta không rời cái đối tượng đó, khi chúng ta chú ý thì cái đối tượng mà mình để tâm lên mình chú ý đó, thì cái đối tượng đó ở trong nhà Phật gọi là đề mục thiền định. Thiền định á thì trong nhà Phật gọi là samatha. Samatha là cái môn thiền định. Nếu ai thực tập cái môn thiền định đó thì cái sự thực tập thiền định đó là phavana. Phavana là sự thực tập cái môn thiền định. Môn thiền định là samatha. Khi mà căn và trần, chúng ta sử dụng một căn và sử dụng một trần, trong khi chúng ta có tới 6 căn và chúng ta có 6 trần, nhưng lúc này chúng ta tắt hết tất cả các cái chúng ta sử dụng một. Như vậy thì người ta mới nói là ví dụ như mình đâu có làm chủ nó mà mình tắt nó được. Không, chúng ta dùng một cái phương pháp theo sát na. Phương pháp theo sát na nghĩa là gì? Tâm mình đang khởi cái này thì nó không khởi cái kia trong một sát na nha. Chúng ta đang sử dụng nó làm cái này thì nó sẽ không làm cái kia. Giống như bây giờ ví dụ như hai cái tay, một tay vẽ hình tròn, tay vẽ hình vuông, không bao giờ vẽ được. Tại trong sát na là tâm của mình đưa tâm đến tâm cầu ở một cái vị trí, một cái điểm mà thôi, không bao giờ đến hai điểm trong sát na được. Ví dụ như hai tay này, một tay vẽ hình tròn, tay vẽ hình vuông, không bao giờ vẽ được. Là tại vì nếu tâm của mình chú ý bên hình tròn thì chúng ta quên đi cái bên hình vuông. Chúng tâm chúng ta chú ý bên hình vuông thì chúng ta sẽ quên đi ở bên hình tròn. Trừ trường hợp chúng ta vẽ hình vuông hình tròn mà không có cái tâm nào hiện diện cả thì chúng ta vẽ được. Đó là vẽ theo thói quen. Thói quen tức là ngoạch cái tay phải lên là vẽ vòng tròn, ngoạch tay trái là vẽ hình vuông. Theo thói quen vừa chấm xuống là cứ gạch vậy, không cần cái tâm nào hết. Lúc đó không có tâm nào hết thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ được. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái tâm khởi lên thì nó sẽ không bao giờ vẽ được. Nó vẽ một là hình tròn, hai là hình vuông. Trong sát na nó chú ý tới đâu thì là cái chỗ khác không có sự chú ý tại đó. Bây giờ ha, chúng ta có 6 căn, chúng ta sử dụng một căn mà chúng ta sử dụng hết cái năng lực của căn đó thì các căn kia dường như chúng ta không sử dụng. Ví dụ chúng ta nhìn đi, nhìn rồi chúng ta không sẽ nghe được. Không phải là không nghe, lỗ tai mình vẫn nghe nhưng ta không chú ý tới nghe nên ta không biết. Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm phải có sự chú ý. Chú ý nghĩa là sự tập trung á, tập trung do tâm tầm và tâm tứ á, nó lôi mình về đó để tập trung vô thì mình mới biết. Bây giờ tại sao người ta ngồi gác ở cửa mà người đi vô khỏi cửa đó mà người đó không hay?
Tức là họ gác cái cọng đó là họ đang chú ý tới cái đối tượng đi ngang cổng. Như vậy thì mình làm sao cho họ đừng có chú ý thì họ sẽ không thấy mình. Vậy thì làm sao họ đừng chú ý? Cái cách duy nhất và cách hữu hiệu nhất để cho họ đừng chú ý bằng cách đánh lạc hướng, tức là đem cái sự chú ý tại chỗ đó đem đi chú ý chỗ khác. Bây giờ ví dụ như người ta đang ngồi gác đó, mình lấy cục đất mình chọn cái bịch ngoài sau đó, nghe cái bịch ta quay lại liền, đúng không? Phản xạ tự nhiên ta quay lên, vừa quay lại ông đi vô. Đơn giản thôi đó quý vị, nhưng mà phải nhanh. Tại vì người ta quay lại trong vòng bao nhiêu giây đó thì ông phải luyện sao mà ông chạy ngang cái cổng đó trong vòng bao nhiêu giây đó. Chứ còn ông chạy chậm hơn người ta sẽ thấy không? Tại vì nó quay lại không thấy ai, nó bắt buộc nó quay ngược và lại nó gác tiếp, đúng không? Bây giờ ví dụ như mình làm cái gì, cái cách này, cái bịch thường thường làm thanh. Tại vì cái lỗ tai á, nghe người ta quay lại nhanh, mắt nhìn và lỗ tai nghe. Như vậy muốn thay đổi mắt nhìn á, thì người ta dùng cái lỗ tai nghe. Người ta quăng cái tấm cái gì, ngay cái cản cái ở đằng sau. Thì dĩ nhiên cái người đang gác là họ không bao giờ nhìn đó nữa, mà họ quay cái người cái qua đằng sau liền. Vừa quay đằng sau liền là người này đang chạy vô liền trong vòng tích tắc, vòng sát na đó, họ chạy vô. Như vậy thì thiền định Samatha là người ta sử dụng một căn thôi. Có nghĩa là ví dụ như người ta dùng là Kasina thì người ta sẽ sử dụng bằng mắt. Lấy mắt họ nhìn, vậy là tai họ không chú ý, cái lỗ tai họ không chú ý, cái lưỡi không chú ý, cái thân họ không chú ý, cái mũi họ không chú ý, mà họ chỉ chú ý bằng mắt. Có nghĩa là mắt chú ý một điểm thì tất cả các điểm sau nó không chú ý được, và chú ý trên chỉ duy nhất một đối tượng. Có nghĩa là bình thường là chúng ta sẽ thay đổi cái đối tượng chú ý. Bây giờ ví dụ như mình đang nhìn cây tre, cái mình sang mình nhìn cái ghế, nhìn cái ghế mình sang nhìn cái bàn á, cái mình chú ý tới cây quạt. Luôn luôn lúc nào tâm của mình thay đổi đối tượng liên tục. Con mắt thôi nó mà thay đổi liên tục, cái người này vô có mình nhìn người này, người kia vô mình nhìn người kia. Mình nhìn lên trần nhà, mình nhìn xuống đất, rồi mình nhìn cái đèn, mình nhìn đâu đó, tức là mình thay đổi đối tượng liên tục. Khi người ta nhìn cho đó mà tâm thay đổi liên tục. Khi mà người ta sử dụng thiền Samatha, có nghĩa là người ta chú ý vào một điểm của một cái vật thôi. Vật đó thì ở trong kinh Nhập Phật gọi là vật chế định. Vật chế định có nghĩa là chúng ta đặt ra cái vật đó, chúng ta chế ra vật đó, chúng ta định ra cái vật đó, thì vật đó được gọi là vật chế định. Và tâm của mình á, không rời cái vật đó. Khi mà mình giữ tâm mình một cái thời gian đủ không rời cái vật đó thì người ta gọi là tâm mình định vào trong cái vật đó. Cái định này nó có ba cái dạng. Một là cận định, hai là sát na định, thứ ba là nhập định. Đó, do đó mà ta nhìn vào đó thì tâm mình chú vào đó cũng chưa phải là chúng ta nhập định. Nhập định mới có trạng thái định, không nhập định không có trạng thái định. Cái trạng thái định trong kinh Nhập Phật gọi là jhana. Jhana là một cái trạng thái định của tâm của mình. Cái trạng thái định tức là chúng ta đang ở trong định. Nói ở trong định là một cái từ mà mình nghĩ rằng là cái nhà, chúng ta đi vào trong nhà, chúng ta ở trong nhà. Mình nghĩ như vậy. Ở trong định có nghĩa là chúng ta đi vào trong định, chúng ta ở trong đó. Cái đó là từ ngữ mà thôi, chứ đây là một trạng thái của tâm mình, chứ không có ở trong, không có ở ngoài. Tâm không có trong, không có ngoài, mà đó là một trạng thái của tâm mình. Khi chúng ta đạt được cái trình độ đó, có năm cái tâm sở khởi lên đó, là tâm là tứ, là hỷ, là lạc, là định. Có năm cái tâm này khi chúng ta chú vào một đối tượng đủ thời gian, chú không đủ thời gian không xuất hiện năm tâm này, chú đủ thời gian một căn và một trần thì đủ thời gian nó xuất hiện năm tâm này. Mà khi xuất hiện năm tâm này gọi là sơ thiền. Thì ở một cái trạng thái xuất hiện năm tâm này đó gọi là trạng thái định. Trạng thái định tức là tâm mình đang ở trong cái trạng thái định, gọi là tâm định, gọi là nhập định á. Cái nhập định là nó khác với tâm tĩnh lặng của tâm thiền. Và cái tâm này nó cũng khác với cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm vắng bóng của phiền não. Còn tâm thiền là tâm vắng lặng, không có phiền não.
Cái tâm vắng bóng phiền não là chúng ta đang nói tới phiền não đang hoạt động, giờ nó không có hoạt động trên đó nữa, thì đó gọi là tâm thanh tịnh. Còn á, một cái trạng thái lặng lặng, tịch lặng của nội tâm, sau khi vắng bóng phiền não thì nó sẽ có một sự trạng thái lặng lặng của nội tâm, thì đó được gọi á, là tâm thiền. Rồi cái trạng thái của thiền định, trạng thái thiền định là lúc đó nó sẽ có năm cái tâm sở đang hoạt động, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, là năm cái loại tâm sở nó đang hoạt động ở trên cái tâm đó. Cho nên á, khi mà cái trạng thái mà thiền định đó làm cho chúng ta rất là vui, hưng phấn, chúng ta rất là thích thú, tại vì nó có hỷ và lạc. Hỷ và lạc là hai cái loại cảm thọ, tầm tứ, hỷ, lạc, định. Định tức là tâm mình đã đem về chỗ mà không có chạy đi đâu hết, gọi là định. Tầm á, là tầm cầu, là đưa tâm đến đó. Tứ là giữ chặt tâm ở đó. Tầm là chúng ta tâm ở đây, nên ta đưa tâm về đúng vị trí đó, gọi là tầm. Và giữ chặt cái tâm đó ở vị trí đó luôn, không cho rời chỗ khác, thì đó gọi là tứ. Nên có hai cái tâm đó, tầm tứ. Hỷ là một cái tâm hạnh phúc, tâm vui, cảm thọ lạc, đó là tâm hỷ, mà nó xuất phát từ nguồn gốc do tâm của chúng ta được thanh tịnh cho nên đạt được tâm hỷ. Còn lạc là do cái thân của mình nó không có bị căng cơ, không bị làm lụng, nó không có bệnh hoạn, không có khổ đau, không có đau, không có khổ ở trên thân của mình. Cho nên đó, nó có một cái trạng thái, đó là trạng thái lạc của tâm. Khi thân của mình đạt được như vậy thì nó sẽ có cái an lạc của tâm. Cái thân mình được mà an lạc của tâm. Bây giờ ví dụ như á, khỏe quá, cái thân mình khỏe quá, sáng lên còn nhảy chân sáo rồi nữa, nhẹ nhàng. Sao mình thức dậy hoặc là giữa trưa đó mà thân mình nó khỏe dễ sợ, thở nhẹ nhàng mà cái thân nó khỏe dễ sợ, vì tâm mình được an vui. Cái tâm an vui đó gọi là tâm lạc. Còn bây giờ ví dụ như mình á, là sầu thương oán giận, ghét ghen đủ điều suy nghĩ căng não, tới sao bây giờ tự nhiên mình buông bỏ được, ở trong tâm tự buông bỏ được, mình không còn sầu thương oán giận, mình không có căng não, mình không có suy nghĩ tùm lum, tự nhiên á là mình thấy vui. Cái vui đó thì gọi là hỷ. Cái vui hỷ, hỷ tức là cái vui trong tâm, nó xuất phát từ nguồn gốc của tâm. Cái tâm mình á bây giờ đang giận gì mà hỷ gì nổi hỷ. Cái tâm mình đang hờn, đang ghen, đang ghét, hỷ gì nổi hỷ. Cái tâm mình đang tham, đang dục, hỷ gì nổi hỷ. Tâm mình hoàn toàn không có bị chi phối, không bị kiết sử, không bị triền cái, bị bất kỳ cái gì làm cho tâm mình bị khủng hoảng, khủng bố chân á. Tâm mình lúc đó sao nó nhẹ quá, người ta hỷ. Vậy là hỷ là gì đó. Cho nên á, cái người nào mà người ta giữ được an trú ở trong tâm thanh tịnh, và an trú trong câu niệm Phật, an trú ở trong câu thần chú, người ta an trú ở trong thiền, người ta có hỷ. Chứ không phải tự nhiên có hỷ đâu. À quý vị, còn cái chữ thế gian có hỷ trong phim là khác, có hỷ là người ta có con á, người ta gọi là có hỷ. Thì cái từ hỷ đó là thế gian phải sử dụng thôi. Còn từ ở trong Phật học á, sử dụng cái từ hỷ tức là cái vui mà nó đến vào do cái sự vắng bóng của những cái tâm phiền não ở trong tâm của mình, nên chúng ta sẽ có một cái độ vui của tâm. Bây giờ tâm mình suy nghĩ lung tung chứ mình không biết cái vui đó là gì đâu, không bao giờ có đâu. Ai nói giận, ai nói hờn, rồi suy nghĩ lung tung, rồi á là quan niệm lung tung. Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Nhầm ra ta giúp mình cái này giúp nó lợi dụng mình nè. Mà ta giúp thiệt luôn á, nó suy nghĩ vậy đó, suy nghĩ lung tung vậy đó. Rồi cái người á mà ta không giúp đỡ mình gì hết. Đó là người ta không giúp đỡ gì hết, nhưng ta không làm khổ mình. Nó nhìn nhau nhiều góc độ khác nhau, con người ta nhìn nhiều kiến giải khác nhau lắm. Chứ không phải là một góc độ đó mà tất cả đều nhìn nhận y như vậy. Mình nhìn nhận vậy, mình tính đâu người ta nhìn nhận như vậy cũng không sai luôn á quý vị. Mình đó, có khi nào mình trưởng thành ở trong Phật pháp thì mình mới thấy
Trưởng thành ở trong đời sống là biết suy nghĩ thiệt hơn. Trưởng thành trong Phật Pháp là biết đúng sai về mặt nhân quả nghiệp báo và tư duy của con người. Chúng ta sẽ nhìn thấy được tư duy của con người, cho nên người ta không có chấp nữa đâu. Cái người nào mà trưởng thành ở trong Phật giáo, người ta không chấp người khác. Tại người ta biết mỗi người nghĩ cái kiểu khác nhau, chứ không có giống nhau đâu. Đừng có bắt những người khác suy nghĩ giống như mình. Đừng bắt những người khác là phải làm y như mình. Đừng có bắt những người khác là phải có những cái cách nhìn nhận như mình. Ví dụ mình nói cái này đẹp nè, mình bắt người khác cũng phải nói đẹp như mình. Đấy không quý vị? Ở dưới kia có cái cô Phật tử đi cái chùa đó, về bắt tất cả người trong nhà phải đi chùa đó, không đi chùa đó cổ quậy. Quý vị thấy lạ lùng không? Mình thì thích đi chùa đó, mình đi của nhà người mình đó, thì người nào có duyên chùa nào ta đi chùa đó thôi. Nhưng mà tại sao bắt tất cả người trong nhà, cháu con chồng vợ thì bắt phải đi chùa đó hết, không đi chùa đó về cổ quậy, mà quậy rồi dữ lắm á, quậy rồi đục nước á, la mắng chửi. Mà đi chùa đó quý vị, kêu người ta đi chùa khác, không đi chùa đó, bà la bà mắng bà chửi tùm lum la chừng á, giận hờn sân si như quỷ vậy đó. Tức là người nhà nói nha, chứ không phải thầy nói. Là nhìn cổ thấy ghê lắm, giống như quỷ vậy. Bắt ta phải đi đó, chỗ đó. Mỗi người có sở thích khác nhau, tức là có suy nghĩ khác nhau đó, có sự cảm nhận khác nhau. Nên đừng có bao giờ mình áp đặt cái suy nghĩ mình lên suy nghĩ người khác, áp đặt cái sở thích mình lên cái sở thích của người khác, và áp đặt những cái quy định của nơi của mình lên quy định của người khác. Bữa trước đi về miền Tây, cái thầy với một cái người bạn nữa, cái người này là người đời, bạn học thời xưa, thấy một cái đám cưới ở dưới miền Tây á, ta tổ chức cái đám cưới. Ôi ơi, ông chê tùm lum chứ không là miền Tây này là làm không có đúng nghi lễ gì, không đúng nghi thức gì, không đúng nghi lễ, nhưng cưới đâu phải như vậy đâu. Cái bưng cái mâm á, mâm gì trước mâm gì sau đó là trời làm chặt lắc hết trơn, không có đúng gì trơn, mâm trước mâm sau vậy làm chặt lắc hết trơn. Rồi á là ta lại, ông có nói chặt nữa, ta lại bái đường á, lên trên á ta lại củ quyền là lại bái đường đó. Ta lại xuống ông lại gì chặt lắc, đâu phải chỗ dâu chú rể lại gì đâu. Thầy mới ban đầu ông nói á, mình tính đâu người ta chặt thiệt. Nhưng mà thầy tìm hiểu một hồi á, mới thấy chỗ này. Cái quê của ổng á, làm kiểu này người ta làm khác quê của ổng. Mà nhỏ tới lớn á, quê của ổng làm nghi thức như đó lại. Phải 3 bước đi, 9 bước quỳ thì nó mới đúng lại. Tại quê của ổng quy định vậy. Nhưng mà miền Tây người ta sơ là đơn giản hơn. Người ta lại, người ta bước tới một cái, người ta cung bái vậy đó, người ta cung, ta bái vậy thôi là được rồi. Còn quê của ổng là bước tới 3 bước, lui lại 9 bước vậy đó, là ve tới ve lui hồi mới lại. Thì người ta làm khác vậy thì ổng nói là người ta làm sai. Như vậy thì cái sai, cái đúng này nó không phải là sai đúng gì cả, mà mình sai là sai cái ý của mình. Đúng là đúng ý của mình mà thôi hả. Ở trên đời không có sai, không có đúng. Đúng là gì? Đúng ý ông á. Sai là gì? Sai ý ông đó. Quý vị hiểu không? Trên đời nó không có sai, không có đúng. Trên kinh Bát Nhã Đức Phật nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không cao, không thấp, không sạch, trong nhơ, tùy vào người suy nghĩ. Muốn suy nghĩ đúng nó đúng, mà muốn suy nghĩ sai nó sai. Trừ trường hợp có những cái quy định chung. Cái đó là quy định chung. Ông làm sai thì sai quy định chung mà thôi. Trong cái quy định chung đó có là gia phong, nó có là phong tục tập quán, nó có là pháp luật, vân vân, có giới luật, là những cái quy định chung. Nếu làm sai những quy định chung đó thì mình nói mình làm sai cái đó mà thôi, chứ không phải là sai đúng so với ở trong vũ trụ này. Trong vũ trụ này không có sai đúng, mà nó sai đúng là ở chỗ theo cái gì, theo ai suy nghĩ, theo quan niệm nào mà thôi. Cho nên á, cái trạng thái hỷ là một cái niềm vui ở trong tâm, mà khi chúng ta hàng phục được tâm, tức là chúng ta hàng phục được tâm, có cái niềm vui trong tâm dữ dội lắm. Bây giờ ví dụ như mình suy nghĩ lung tung, bây giờ mình làm sao cho hết suy nghĩ đi, tự nhiên nó vui. Bây giờ ví dụ như mình suy nghĩ muốn bể cái đầu luôn vậy đó, bây giờ làm sao cho hết suy nghĩ. Nên có nhiều người ta suy nghĩ quá, người ta bị stress, ta bị trầm cảm, do ta suy nghĩ quá. Cái não mình nó suy nghĩ nó nóng cái não mình lên. Quý vị biết à, cái tay mình nó chà sát kiểu này nè, hồi nóng hai cái tay lên, phải không? Ngày xưa người ta đi kiếm lửa đó, bằng cách là người ta đem hai cái que củi ta chà với nhau, để còn một cái miếng bông gòn ngay chân giữa đó, hồi là nóng nó nóng lên, còn nó cháy lên. Cái não mình cũng vậy, mình sử dụng cái não mình, tức là mình đang suy nghĩ, là cái dòng suy nghĩ của mình đó, là cái não mình nó hoạt động liên tục, các tế bào nó hoạt động liên tục,
hoạt động liên tục thì nó nóng lên, nó nóng lên, hầu nó căng thẳng. Quý vị biết không, hồi nó căng thẳng các dây thần kinh mà nó căng ra, mà quý vị biết căng đã nhức đầu. Bây giờ bất kỳ cái gì đó chúng ta thấy á, nó căng ngược và lên á là nó nhức cái đầu của mình. Cho nên đó là mình đó là làm cái gì mà căng não lên đó là hầu á là cái đầu mình bị nhức. Cho nên đó quý vị á, là thấy là mình bớt suy nghĩ một chút, mà muốn bớt suy nghĩ một chút á, là mình đâu có bớt được đâu. Thứ nhất là mình thả lỏng nên ta xả trượt, cái xả trượt người ta xả lỏng để bớt cái sự suy nghĩ mình. Cái thứ hai nữa ta mượn cái khác để đàn áp cái suy nghĩ này. Ví dụ như là ta trì chú, liên tục ta trì chú để đàn áp cái suy nghĩ. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Địa Tha Di Đà Bà Tỳ Di Đà Ram Bà Tỳ A Di Đà Đa Thì Ca Lan Đế A Di Đà Đa Thì Ca Lan Đa Và Di Nị Và Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha. Như vậy thì là chúng ta là sẽ dùng một cái khác để khống chế một cái nọ. Ví dụ khống chế ý của mình bằng cách đó là mình dùng một cái câu thần chú hoặc là câu niệm Phật để cho tâm mình được nhẹ nhàng hòa xuống. Tức là mình dùng một cái biện pháp này để lấn áp biện pháp kia, giống hệt như là mình lấy hoa thơm mà lấn áp cỏ dại đó. Cho nên mình suy nghĩ nhiều quá, cái đầu mình căng thẳng lên, não mình nó bung ra, nó nở ra, nhiệt độ tăng lên, não mình nó nở ra, rồi các dây thần kinh nó nở ra làm nó căng. Mà quý vị biết là cái ngón tay mình kéo giãn cái ngón tay thì nó đau không? Đau không? Thì dây thần kinh mình cũng vậy đó, nó căng dây thần kinh là nó đau, đau đầu quá, dây thần kinh đau đầu. Cho nên người nào mà khởi tâm nhiều, phiền não nhiều, suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm, nhức đầu lắm, đâu được thảnh thơi trong tâm mình đâu. Cho nên đó người ta mới dùng một cái câu thần chú, hoặc là người ta dùng câu niệm Phật, hoặc là ta dùng một cái phương pháp thiền định chú tâm vào trong một đối tượng, thì lúc đó các cái suy nghĩ mình đó nó sẽ giảm nhiệt xuống, từ từ nó sẽ giảm xuống, giảm cái nhiệt xuống. Đâu có gì thử nha. Mình căng thẳng thần kinh lắm, nghĩa là mình suy nghĩ một cái việc mà nó không có lối thoát, bế tắc. Mình mới tìm ra một cái giải thoát bế tắc bằng cách chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ nghĩa là chúng ta đang chọn những cái phương án giải quyết cho một sự bế tắc đó trong đời sống của mình. Bế tắc nghĩa là gì? Thông thường không giải quyết được vấn đề. Cho nên cái vấn đề mà không có lối ra, không có một lối thoát, không có gì để giải quyết được hết, thì cái đó gọi là cái bế tắc. Trong lúc đó mình làm bằng cách nào? Phản ứng của cơ thể mình lúc đó bằng cách nào? Bằng cách đó là chúng ta phản ứng bằng cách chúng ta suy nghĩ, để tìm lối thoát ở trong suy nghĩ, tìm hướng ra trong suy nghĩ. Chúng ta nhớ tới người này, nhớ tới người kia, nhớ cái này, nhớ tới cái nọ, này nọ để chi? Để tìm một cái lối thoát để giải quyết vấn đề. Mình không giải quyết vấn đề, nhờ người khác giải quyết vấn đề, có gì nhờ ai? Và giải quyết vấn đề này như thế nào? Dần dần, tại vì cái cách thông thường ở trong đời sống mình không thể nào. Lúc đó chúng ta sẽ gia tăng cái cường độ sự suy nghĩ mình lên. Mà càng suy nghĩ lên càng chừng nào á, thì là nó tệ chừng đó. Suy nghĩ á, càng lên chừng nào á, thì là nó tệ chừng đó. Cho nên á, là chúng ta là quý vị á, là thấy suy nghĩ căng não rồi lên, căng quá trời căng rồi, bây giờ mình phải làm nhiệt độ cái não mình nó giảm xuống. Cho nên á, mình giảm xuống bằng cách á, là nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó có một cái phương pháp niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà mình niệm mình chỉ chú tâm tới câu niệm Phật thôi. Cái này không phải niệm Phật giảng sanh, cái này không phải niệm Phật giảng sanh, mà chúng ta niệm Phật để cho cái dây thần kinh mình á, nó đừng có căng nữa. Là tại sao nó căng? Tại vì chúng ta suy nghĩ nó căng, nên ta niệm Phật này làm ta chú ý vào cái khác, để nó không có chú ý vào cái mà làm cho cái thần kinh mình căng. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật để giải quyết cái bế tắc, mà chúng ta niệm Phật để giải quyết căng thẳng. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên nó có nhầm người lầm tưởng, lầm tưởng là chúng ta niệm Phật là để giải quyết cái bế tắc. Không, cái bế tắc ở trong đời sống mình, niệm Phật không giải quyết được bế tắc trong đời sống, mà niệm Phật để giải quyết cái sự căng thẳng của nội tâm của mình. Mà khi tâm của mình nó đỡ căng thẳng, nó bớt căng thẳng rồi đó, nó bớt phiền não rồi đó, thì tâm mình nó sáng ra. Mà khi nó sáng lên, nó có thể tìm được một cái lối thoát. Còn bây giờ á, là càng suy nghĩ chừng nào, càng giận hờn sân si chừng nào, càng bức tóc bức tai chừng nào á, thì kiết sự chừng cái nó dẫy đầy, nó che mờ tâm của mình.
làm tâm mình không có sự sáng suốt nào hết thì làm sao có một lối thoát, trong khi mà một cái sự việc bế tắc. Sự việc bế tắc là sự việc cực kỳ khó đối với bản thân của mình, thì cần phải có một cái đầu lạnh mới có thể giải quyết sự bế tắc này. Mà mình càng suy nghĩ chừng nào thì đầu mình càng nóng chừng đó, mà càng nóng chừng nào thì nó giận chừng đó, mà giận chừng nào càng sân si đó, mà sân si chừng nào càng vô minh chừng đó, mà vô minh chừng nào là càng tâm tối chừng đó, mà tâm tối chừng nào thì mù mờ chừng đó, mà mù mờ chừng nào thì nó sai chừng đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa cái chú ý của mình qua một cái điểm của chú ý khác thì cái kia nó sẽ không hoạt động tiếp. Như vậy thì cái mục đích của mình làm cho tâm mình đừng có hoạt động tiếp, để làm chi? Để cho mình được nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta được nhẹ nhàng, nó sẽ xuất hiện một loại tâm sở, đó là một cái loại cảm thọ hỷ của tâm. Khi tâm được nhẹ nhàng thì nó hỷ lắm. Cho nên quý vị có một cô bên Pháp, cổ ngồi thiền, cổ ngồi bình thường thôi, mà sao vào buổi sáng đó cổ ngồi thiền mà cổ thấy cổ vui dữ dội lắm. Cổ là một cái niềm vui mà hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ không thấy niềm vui đó. Vậy thì họ cổ điện cho thầy, cổ là có phải là con chứng đắc sơ thiền không thầy? Thầy nói là không, đó không phải là chứng đắc sơ thiền, mà đó là tâm hỷ. Khi mà tâm của mình nó dẹp được những cái nguyên nhân làm cho nó khổ, ví dụ như là tâm mình hàng ngày nè giận hờn sân si ghét ghen tùm lum hết, nhưng bây giờ là chúng ta ngồi thiền, chúng ta xả bỏ được những cái đó, thì cái trạng thái xả bỏ thực sự được những cái đó đó, thì tâm mình nó sẽ xuất hiện một cái dòng vedana cảm thọ lạc. Tâm mình đó là nó gọi là hỷ của tâm đó, nó xuất phát từ khi mà chúng ta hàng phục được tâm, tâm mình nó vui lắm. Cho nên mỗi khi trong tâm mình muốn vui đó quý vị, thì mình làm sao mà cho tâm mình đừng có suy nghĩ gì cả, tâm mình đừng có khởi lên cái gì cả, tâm mình vắng lặng, lặng yên là nó sẽ vui à. Cho nên cái niềm vui đến, cái sự hỷ ở trong tâm đến khi tâm được lặng yên, tức là tâm thiền, tâm thanh tịnh hoặc là tâm định mà thôi, chứ còn không có cái nào khác. Cho nên cô Phật tử ở bên Pháp á, cô ngồi thiền, cô đạt được cái trạng thái đó mà cô nói là không có lâu, tại vì cô không biết an trú. Tức là cái trạng đó là hên cô đạt được thôi, là tại vì là cô ngồi mà cô buông được, lúc đó cô buông được cái hoàn cảnh đó, cổ buông được, lúc đó cổ buông được. Cho nên cổ cảm thấy rất là hỷ ở trong tâm, tức là niềm vui ở trong tâm của mình, niềm vui lớn lắm. Cho nên một người mà tu tập thiền định họ có niềm vui mà mình không thể tả được đâu. Còn người ở thế gian niềm vui là thỏa mãn những cái gì mình cần, thỏa mãn những cái gì mình muốn thì nó vui thôi. Cái niềm vui thế gian là thỏa mãn cái cần và cái muốn. Cái cần là cái cơ thể tồn tại trong cuộc sống, cái muốn là cái tâm mình hướng đến, cái sở thích của tâm. Chúng ta có hai cái đó ta vui. Ông nào mà muốn có tiền ta cho tiền vui à. Ông nào là muốn có nhà ta cho nhà vui à. Ông nào muốn khỏe mạnh, mình khỏe mạnh là mình vui à. Có nghĩa là ông nào thiếu ăn ta cho ăn vui à. Cái thiếu là cái cần, còn cái thích là cái muốn. Như vậy thì thế gian này người ta vui chỉ có hai thứ thôi, thứ cái mình cần và thứ cái mình muốn thôi. Thế gian này vui đó. Cho nên mình muốn cho người thế gian vui dễ lắm. Người ta cần cái gì cho cái đó, người ta muốn cái gì cho cái đó, tự nhiên người ta vui à. Mà không bao giờ đáp ứng được tận cùng của niềm vui của họ. Tại vì họ không có giới hạn của cái muốn, và cũng không có giới hạn của cái cần. Tại vì tuổi khác nhau, cần khác nhau. Ví dụ đứa bé 10 tuổi nó cần ăn cái loại ăn gì, và nó cần sống với cái gì. Nhưng mà người lớn 20-30 tuổi nó cần cái khác, 50-60 tuổi cần cái khác, 70-80 tuổi cần cái khác. Cái cần thôi nó đã thay đổi theo tuổi tác. Cho nên nếu mình đáp ứng cái cần cho người ta thôi, mình cũng phải chạy theo, cũng là mình mệt đấy. Rồi cái muốn nó không phải là tuổi tác, mà cái muốn nó là ngẫu hứng. Cái cần thì theo tuổi tác. Ví dụ như hồi 10 tuổi cần gì, 11 tuổi cần cái cơ thể mình á. Ví dụ như già thiếu, già thì cần collagen, để cho các mạch collagen trên mặt trên da đừng có đứt, đừng có nhăn nheo. Còn trẻ thì đâu cần collagen, nó đủ rồi, nó đâu cần đó, nó cần khác, nó cần kẹo, nó ăn đường cho có năng lượng, nó hoạt động, nó dẫn hết nhiều quá, nó cần phải hoạt động có năng lượng nó ăn đường, nó thích ăn kẹo. Cho nên nhỏ nhúc nhích chừng nào thích ăn kẹo nhiều chừng đó, nó hoạt động nhiều quá thì đường trong đường nó rất là nhiều năng lượng. Do đó mà chúng ta thấy là cái tuổi khác nhau thì cần khác nhau, nhưng mà cái muốn nó không phải như vậy. Cái muốn là tùy vào đối cảnh, tức là tùy vào hoàn cảnh lúc đó nó sẽ muốn cái khác. Bây giờ ví dụ như ngồi trong nhà nó muốn khác đó, nhưng đi ra đường nó muốn khác đó, lại bờ biển nó muốn khác đó.
Ở mình nó muốn khác, ở nhiều mình nó muốn khác đó, tin không? Chứ không phải cái ôm cái muốn đối hoài đâu. Đối cảnh nó sanh ra tâm, muốn là một cái loại tâm khi đối cảnh mà sanh. Cho nên á, là chúng ta đáp ứng được cái muốn của người khác không bao giờ đáp ứng nổi đâu. Tại vì họ có sáu căn lại nên đối sáu cái cảnh khác nhau, cho nên cái muốn trùng trùng điệp điệp, muốn nhiều kiểu nhiều cách khác nhau. Quý vị xem một cái câu chuyện á, là ông lão đánh cá và con cá vàng á, câu chuyện của người Nga á. Quý vị search trên mạng internet á, mình xem cái bài á, là ông lão đánh cá và con cá vàng. À, quý vị sẽ thấy được là cái muốn không có giới hạn của một con người. Người ta cho cái này tìm cái kia, người ta cho cái này muốn cái nọ, người ta cho cái này muốn cái nọ. Nên người muốn là bao giờ họ cũng khổ hết. Là tại sao? Tại vì họ muốn được cái này rồi họ muốn cái khác. À, mà khi mà họ muốn cái khác đó chưa đáp ứng được thì họ buồn, mà không đáp ứng thì họ khổ, mà đáp ứng được thì họ vui. Như vậy thôi. Như vậy thì ai đáp ứng? Tự mình đáp ứng, và người nào nuông chiều mình họ sẽ đáp ứng cái mình muốn. Tự mình đáp ứng, có những cái mình muốn mình tự mình đáp ứng. Dù muốn có cái điện thoại, ráng làm đủ tiền mua là tự mình đáp ứng. Còn người nào nuông chiều mình, tức là người nào thương và quan tâm mình á, thì họ sẽ mua cho mình. Còn người nào không có người nào thương và không người nào quan tâm thì tự mình đáp ứng lấy cái muốn của mình. Cho nên á, cái người mà tự mình đáp ứng cái muốn của mình á, quý vị, họ vui cũng một ít à, chứ không có vui nhiều. Còn người nào mà có người thương, có người nuông chiều, có người support cho mình, có người làm cho mình à, thì cái người đó vui nhiều hơn. Cho nên bao giờ người ta cũng chọn một cái người đó đi kiếm, mà người đó là người có nhân duyên thôi. Cái người thương mình thì họ sẽ đáp ứng cái mình muốn. Nhưng mà cái người thương mình đáp ứng được cái mình muốn cũng tùy vào nữa. Tùy vào họ thương mình thì thương dữ lắm, nhưng mà họ nghèo khổ, mình muốn cái độc không, mình muốn xe hơi, trời ơi, ông ta làm tháng có lương 7-8 triệu, muốn xe hơi làm sao người ta đáp ứng. Quý vị bắt đầu hai bên cùng đau khổ nè nghe. Khi đáp ứng không nổi nữa, bắt đầu hai bên cùng đau khổ. Cái người cho mình họ không đủ tiền bạc để họ cho, họ không đủ điều kiện họ cho, họ rất đau khổ. Và mình muốn mà không được mình lại đau khổ, đến lúc đó hai người cùng đau khổ khi cái ham muốn đó. Cho nên Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế là muốn là nguyên nhân của tất cả các đau khổ, là nguyên nhân chứ không phải muốn là đau khổ, muốn phải là đau khổ. Nhưng khi mình muốn người ta đáp ứng được ngon quá vui, nhưng mà nó là nguyên nhân sâu xa của tất cả đau khổ muôn loài của chúng sanh. Cho nên đó là thiền định, từ thiền sắc giới đó, chúng ta mới thấy ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do liền sanh có tầm có tứ là chỗ đó đó. Tức là người ta rời cái dục, rời cái ham muốn thì tự nhiên người ta lại là vui. Cho nên ở thế gian này á, mình muốn vui á thì mình chỉ có thỏa mãn cái cần và thỏa mãn cái muốn là vui. Cho nên làm cho thế gian vui rất là đơn giản, chỉ thỏa mãn cái cần và thỏa mãn cái muốn, nhưng mà không thể lâu dài. Nó đơn giản nhưng mà không lâu dài. Nó đơn giản là gì? Đơn giản nghĩa là nó làm cho vui một cái một được ha. Muốn làm cho ai vui chỉ thỏa mãn cái cần cái muốn thôi, là gọi là cái vui tức thời. Nhưng mà cái đó không thể đáp ứng được mãn đời của người ta, không thể lâu dài được. Cho nên đó, nhầm khi hai chồng cưới nhau thời gian ly dị là chỗ đó đó. Ban đầu yêu nhau thì đáp ứng được cái cần cái muốn, đáp đầy đủ hết. Nhưng mà khi cưới nhau rồi, khi người ta cần với người ta muốn không đáp ứng được nữa, tự nhiên nó ly dị thôi, nó kiếm người khác, nó đáp ứng cái cần cái muốn. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên là giải thích tại sao lại vậy đó. Tại vì tại sao nó không đáp ứng được nữa? Nó hết thương nó không đáp ứng, hoặc nó không đủ khả năng để đáp ứng. Nó có hai cái. Còn thương mà không có khả năng. Ví dụ như tự nhiên người ta làm muốn chết, kêu là mua cái nhà mà nhà ở quận nhất mà ở gần bờ sông của Wincom chứ. Trời ơi ai mà mua nổi cái nhà đó. Đó quý vị, không mua phải không? Đi vậy, đi thôi. Hồi đó là mà cưới ông hứa tôi rồi, tôi muốn cái gì ông cho đó. Bây giờ tôi muốn sao ông cho? À, không có gì. Ông là vẫn thương nhưng cho ông nổi. Nhưng mà cái người muốn đó bất cần. Tôi muốn gì thôi đó, ông cho ông nổi là chuyện của ông. Tôi không cần biết. Bắt đầu cái người muốn rất là ích kỷ, rất là tham lam, rất ích kỷ, và làm cho người khác đau khổ là cái người ham muốn, là người độc ác. Có hiểu không? Tức là họ rất là độc ác ở trong vô minh, làm cho người khác đau khổ, họ cũng không hay nữa. À, do đó mà ở thế gian này làm cho người ta vui rất là đơn giản, nhưng mà làm cho vui mãi mãi không bao giờ có. Làm cho ta vui rất là đơn giản thế gian này, nhưng bắt đầu tới sức thế gian nè. Sức thế gian người khác không thể nào làm cho người khác mà vui cái vui sức thế gian được, mà chính mình mới làm cho mình cái niềm vui sức thế gian được.
Đó là sự hỷ lạc khi chúng ta hàng phục được thân và tâm của mình, thì nó sẽ có một niềm vui hỷ lạc. Tại vì thân và tâm của mình đó là ngũ ấm xí thành khổ, nghĩa là nó làm cho mình khổ trong cái ngũ ấm, tức là sắc là thọ là tưởng hành là hành là thức. Thì sắc á, là ở trên thân, thọ tưởng hành thức ở trên tâm. Mà chúng ta hàng phục được, bước đầu chúng ta hàng phục được sắc thọ tưởng hành thức, tức là hàng phục được ngũ uẩn, thì bắt đầu có hỷ lạc ở trong tâm, tức là niềm vui mà hàng phục được ngũ uẩn thì chỉ có mình làm thôi, chứ không ai làm cho mình được hết. Tại vì ngũ uẩn nó nằm ở trên thân của mình, không nằm trên thân của người khác, trên người khác không can thiệp trên thân của mình được, cho nên tự mình can thiệp trên thân của mình gọi là tu đó. Tức là tu là một cái quá trình tự mình can thiệp trên thân của mình, cho nên không có tu dùng được. Tại vì tu là quá trình là chúng ta hàng phục ngũ uẩn. Mình á, cấu tạo bên ngũ uẩn là sắc là thọ là tưởng là hành là thức. Sắc gồm tứ đại, nó hợp lại thân mình gọi tứ đại minh á, đất nước gió lửa. Còn tâm á, là thọ tưởng hành thức, nó hợp lại thành tâm mình. Do đó khi chúng ta hàng phục được nó thì mới có vui được. Chứ mà nó hàng phục mình là mình buồn dữ lắm mà nghe. Tức là ngũ uẩn xí thành khổ là nó hàng phục mình. Còn mình hàng phục nó là mình á, chỉ huy nó, mình mong muốn nó làm cái gì nó sẽ làm đúng cho mình, tức là mình chủ lấy nó. Cho nên khi nó già, nó bệnh, nó chết, nó phiền não gì mình cũng không buồn chứ, tại vì mình làm chủ lấy nó rồi. Khi làm chủ lấy nó, mình chỉ chọn những cái điều gì tốt đẹp cho chính mình mà thôi. Nên tu không thể tu dùm, dầu cho Đức Phật cũng không thể tu dùm cho một người khác. Trong khi Ngài là thần thông, không ai có thể sánh bằng với Đức Phật ở trong vũ trụ này. Nhưng mà Đức Phật cũng không thể nào mà tu dùm người khác, không thể nào đắc đạo dùm người khác, không thể nào là đau dùm người khác, không thể nào già dùm người khác, không thể nào bệnh dùm người khác, không thể nào chết dùm người khác, kể cả Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật là đấng toàn tri toàn trí thôi, chứ Đức Phật không phải là đấng toàn năng. Toàn năng là làm dùm được đó, cái người toàn năng. Cho nên á, Đức Phật không phải là đấng toàn năng, mà Đức Phật là đấng toàn tri toàn trí, trí tuệ bao trùm khắp hết, cái gì Đức Phật cũng biết. Nhưng không phải cái gì Đức Phật làm cũng được. Nếu mà làm được thì là toàn năng, làm không được á là Đức Phật chỉ là toàn trí toàn tri, chứ không phải là toàn năng. Toàn năng là có năng lực làm được tất cả. Bây giờ ví dụ như cái người đó bệnh, mình bệnh dùm được. Cái người đó già, mình già dùm được. Cái người đó chết, mình chết dùm được. Cái người đó vô minh, mình vô minh dùm được. Cái người đó đau khổ, mình đau khổ dùm được. Nhưng mà đâu có được đâu. Đức Phật thấy người đó đau khổ, Đức Phật dạy cho người đó, tự mình làm cái điều Đức Phật dạy thì người đó thoát ra khỏi đau khổ. Chỉ là tự mình thoát, chứ đâu phải là Đức Phật thoát dùm mình. Mà Đức Phật chỉ cho mình một lối thoát. Tại vì Ngài toàn tri, toàn trí, trí tuệ và sự hiểu biết của Ngài là biết hết tất cả các ngõ ngách ở trong cuộc đời này, kể cả trong tâm của mình Ngài cũng biết luôn. Ngài có tha tâm thông, Ngài biết luôn. Ngài có túc mạng ở quá khứ mình sanh ra đâu làm gì, Ngài cũng biết luôn. Ngài có thiên nhãn, nguyên nhân nào gây đến cái này, Ngài biết luôn. Và Ngài có là bát chánh đạo, có tứ diệu đế, Ngài có đủ hết. Tức là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, con đường đoạn diệt đau khổ, thì Ngài biết luôn. Ngài dạy cho mình và mình sẽ thực hiện cái điều đó, tự mình thực hiện điều đó để mình giải quyết được cái vấn đề, cái problem từ cái nơi thân và tâm của mình, chứ không phải là Ngài giải quyết. Mà Ngài thấy mình đang bị kẹt cái chỗ đó, cho nên Ngài dạy đúng cái chỗ đó để mình sở cái chỗ kẹt đó. Cho nên đó, mình trở nên là an ổn, trở nên an lạc qua những lời kinh Phật. Mà tại kinh Phật không dạy cho mình, cho nên mình học kinh Phật rất lâu mình mới hiểu từ từ. Còn khi mà kinh Phật dạy cho mình thì mình hiểu liền. Tại Đức Phật, ai sanh ra cùng thời Đức Phật á, gặp Đức Phật là Đức Phật dạy cho mình á, là dạy cái một bài một là tu đắc đạo, không tới bài thứ hai. Tại vì là Đức Phật biết mình thiếu chỗ nào, thừa chỗ nào, không hiểu chỗ nào, Đức Phật nói đúng cái chỗ đó là mình hiểu, và mình về nhà mình thực hành thôi, tu đắc đạo. Chứ vào thời của nhà Phật á, quý vị, người ta nghe pháp ít lắm, đâu có nhiều. Nghe vài bài, nghe hết bài này, nghe một bài nữa, tu tiếp, nghe một bài nữa, tu tiếp. Là tại vì người ta dạy cho mình á, là bậc thánh nhân dạy á, là người ta dạy cho người mới bước đầu thì ông tu gì, rồi tu hết cái đó đi, rồi người ta dạy tiếp tu đó, rồi tới đắc quả giải thoát luôn à. Cho nên chỉ có vài bài pháp thôi là xong. Giống hệt như Đức Phật dạy cho năm em Trần Như á, dạy có ba cái bài thôi. Bài thứ nhất là bài kinh Trung Đạo, bài thứ hai là bài tứ diệu đế, bài thứ ba là bài vô ngã tướng. Ba bài đó xong là năm anh em Trần Như hoàn toàn đắc quả là hán cả năm người, trong có ba cái bài kinh à, chứ đâu có nhiều bài đâu. Quý vị, là tại sao? Là tại vì ba cái vị đó chỉ cần ba cái bài kinh đó là đắc đạo rồi. Trình độ người ta vậy đó. Mà trình độ cỡ mình thì ngàn bài chưa đắc, là tại vì Đức Phật đâu có dạy cho mình đâu, mà dạy cho những người ở thời của Đức Phật, rồi người ta được ghi chép lại bây giờ.
Tại vì Đức Phật sáng sớm gặp ông gì đó, Đức Phật dạy bài kinh này là Đức Phật dạy cho ông đó, đâu phải dạy cho mình. Nhưng mà tại sao mình lại học cái bài kinh đó? Là tại vì mình tìm ông đó với mình có những điểm gì giống nhau. Ông sẽ là con người đó, ông sẽ có những điểm giống nhau đối với mình, nên mình học được một ít trong cái bài kinh đó, chứ không phải hoàn toàn đâu. Trình độ mình khác, nhân duyên mình khác đối với ông đó, cho nên mình học được một ít trong cái bài kinh đó. Khi Đức Phật dạy cho người đó, mình áp dụng trên thân của mình, trên tâm của mình, mình sẽ học được một xíu. Cho nên mình học rất là nhiều bài kinh để mình tìm lại là tư duy pháp đó, để mình tìm vô coi mình nằm ở chỗ nào. Do đó mình sanh thời không gặp Phật đó là mình xui chỗ đó đó. Đức Phật dạy cho ai là ta tu đắc hết là tại sao? Là tại vì dạy đúng chánh pháp. Đúng chánh pháp nghĩa là cái người đó thiếu cái gì để tu đắc quả giải thoát, thì Đức Phật dạy đúng cái đó mà thôi. Mà Đức Phật dạy đúng cái đó đâu phải là cái có những cái mình không cần. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang tu niệm Phật, Đức Phật dạy gì một bài thiền định, cái đó mình đâu có cần, mình đang cần cái bài niệm Phật. Ví dụ như vậy đó, mình đọc cái bài kinh thiền định cách thức nhập định, tôi đâu có tu cái pháp đó đâu. Mà Đức Phật dạy cho người khác như pháp đó. Cho nên kinh Phật không phải là cái bài kinh nào mà chúng ta cũng cần để áp dụng trong cuộc sống đâu, cuộc đời tu đâu, quý vị. Nhưng mà chúng ta phải học hết để biết hết, để làm chi? Để nhằm khi mình đi tới chỗ đó, mình tu đến chỗ đó, mình sẽ biết mình đang nằm ở chỗ nào. Vân vân, nó khó là nó khó chỗ đó đó. Khi mà chúng ta hàng phục được tâm của mình, hàng phục được thân của mình, thì sẽ có sự hỷ lạc khởi lên, tức là niềm vui. Cho nên cái vui của thế gian dễ lắm, chỉ đáp ứng những cái cần và cái muốn của họ là được. Nhưng mà nó khó cái là không đáp ứng được mãi mãi lâu dài. Nó chỉ trên một cái thời điểm tức thời nào đó thôi, gọi là đủ nhân duyên mà thôi. Cho nên quý vị đừng có tìm cái niềm vui thế gian. Niềm vui thế gian nó sẽ khổ của ngày mai đó, tại vì không bao giờ đáp ứng được mãi mãi. Mà quý vị biết cho người ta bữa nào cũng cho tiền, bữa đó cúp lương cái mẫu nó hận thù mình luôn á, tin không? Ngày nào cũng cho tiền, nó bữa nay tao nghỉ cho, nó không phải mang ơn mình đâu, bữa nay nghỉ cho, bắt đầu nó hận. Tin không đâu, về làm thử đi. Ngày nào cũng cho, chứ giờ cho ông chồng bữa lít gũ ông nhậu, thấy ông nhậu quá, bữa nay cúp không cho, vĩnh viễn không cho, bắt đầu ông trở nên thù hận mình đó, chứ không phải là mang ơn những năm tháng mình cho đâu. Quý vị tin điều đó không? Chỉ tin đó không à? Mình cứ nghĩ là bây giờ mình cho ổng lít gũ cho 10 năm. Bây giờ mình nghĩ cho ổng sẽ mang ơn 10 năm đã từng cho ổng. Ổng hận là mình tiếp tục không cho ổng, chứ không phải là ổng ơn 10 năm cho ổng. Cái bản chất của thế gian nó là vậy đó. Nên nhầm khi người ta hận mình, cái đầu mình bực lên là giúp đỡ cái gì mà nó hận mình. Nó không thấy mình giúp đỡ mà thấy mình không cho không à. Người ta chỉ thấy cái trước mắt, người ta không thấy cái nó đã qua. Gọi là đầu óc thiển cận đó, người không có trí tuệ. Cho nên họ suy nghĩ là họ thấy cái trước mắt, bây giờ mình cúp lương không cho, là họ thấy mình không cho, là mình là người xấu vậy thôi. Còn những cái mình đã cho rồi không thấy, chỉ có bậc trí giả trí tệ mới thấy người ta đã từng giúp đỡ mình mà thôi. Cho nên cái người mà thấy được ơn nghĩa người khác là người khó gặp ở đời, là chỗ đó đó. Tại vì người ta thấy trước mắt, người ta không thấy cái lâu dài. Cái lâu dài là cái này mình đã cho rồi đó. Cho nên mình nuôi con cái cũng vậy nữa. Nó thấy bây giờ cha mẹ nó có giúp đỡ cái gì trong ngày hôm nay thôi, chứ nó đâu có thấy giúp đỡ ngày hôm qua. Đứa nào nó thấy được giúp đỡ ngày hôm qua, đứa đó mới có hiếu. Đứa nào thấy giúp đỡ ngày hôm nay, nó chỉ cảm ơn. Đứa nào không thấy gì thì nó cũng chẳng cảm ơn mà chẳng có hiếu, tin không? Cái đứa nào nó thấy mình đã từng giúp đỡ nó đó thì đứa nó mới có hiếu. Đứa nào nó thấy mình đang giúp đỡ nó thì nó cảm ơn. Còn đứa nào mà không thấy mình đang giúp đỡ mà cũng chẳng thấy mình đã từng giúp đỡ nó thì nó chẳng có cảm ơn mà cũng chẳng có hiếu luôn, tin không? Nhằm khi nói ra quý vị cắn lưỡi. Nó là nằm chỗ nhận thức. Nằm chỗ nhận thức hết đó. Tất cả con người là nằm chỗ nhận thức. Cái thức nó là thức ở thế gian và cái thức của siêu trí tuệ. Hai cái loại thức khác nhau. Thức ở thế gian á, là nhờ học vấn, nhờ trải nghiệm, kinh nghiệm. Thức experience là kinh nghiệm. Nhờ vào học vấn, tức là trình độ. Còn đó là mình có thể là nhận thức được, nhận định được những cái gì mình đã học. Còn á, những cái mà xuất thế gian là tu tập đoạn diệt, diệt đi vô nhân minh và phiền não thì mới xuất hiện được cái biết đó. Cái biết của xuất thế gian nó siêu đẳng hơn cái biết của thế gian nhiều. Cho nên cái người nào tu tập nhiều, tham thiền nhập định nhiều, tĩnh lặng nhiều, cái người nào mà hàng phục tâm được càng nhiều, các kiết sử dụng cái cắt càng nhiều thì người đó mới xuất hiện được cái trí tuệ của xuất thế gian. Mà cái trí tuệ đó là biết được nhiều ngõ, nhiều ngách, nhiều thứ ở trong đời này lắm. Có nghĩa là ở trong đời là
chả là cái gì đối với người trí tuệ đấy. Có nghĩa là biết chân, nhưng mà ta không nói. Ta biết hết, ta không nói. Tại vì đó là tuệ của Bậc Thánh, nên ta không nói những cái điều đó. Nên tâm tĩnh lặng, nó sẽ có một dòng hỷ lạc. Cho nên mình muốn vui á quý vị, mình cũng đừng có quá cầu nguyện là mình sẽ có được cái này, có được cái kia. Mà mình muốn vui á, mình gắng hàng phục những cái tâm phiền não, những cái tâm vọng động, những cái sự suy nghĩ, những dòng cảm thọ, chúng ta xả bớt ra đi thì nó vui. Dầu cho ở trong thế gian này những cái mình mong muốn chưa đạt được, thực ra thế gian này không phải là cái mình mong muốn mà đạt được, mà cái đạt được là chính cái mình hành động chứ không phải cái mình muốn. Quý vị cứ cắn lưỡi chưa? Chúng ta thì sống với cái muốn, mình muốn cái này, muốn cái kia là mình có vui. Nhưng mà cái mình đạt được không phải là cái mình muốn, mà cái mình đạt được là cái mình bắt đầu làm. Muốn có gì mình làm cái đó thì nó mới đạt được. Quý vị hiểu này không? Thế gian cắn lưỡi là chỗ đó đó. Thế gian tính đầu là mình muốn cái gì là có đó, muốn là được, muốn là có. Không, cái gì làm mới có. Cho nên cái người muốn mà không làm đâu có gì đâu. Cho nên người đó đau khổ dữ dằn lắm. Cái người nào làm mà không muốn, mà là không muốn là không làm gì hết. Tại vì họ đâu muốn đâu họ làm. Cho nên muốn gì làm nó phải kề với nhau. Hai cái đó nó kề nhau. Ông muốn rồi ông sẽ làm, ông sẽ đạt được cái điều ông muốn. Chứ không phải là muốn, ông muốn mà ông không làm thì ông không đạt được điều ông muốn. Cho nên muốn nó với làm nó đi đâu với nhau nó mới có hạnh phúc. Ví dụ như mình muốn điều đó thì mình phải làm điều đó, nó đạt được điều đó mình có hạnh phúc. Còn cái người không muốn mà làm, không có. Nó muốn nó mới làm, không muốn nó đâu có làm. Cho nên không có người đó. Chỉ có một người không muốn mà làm, đó là Bậc Thánh. Đó là lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Làm những điều đó là làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là Bậc Thánh, không muốn gì hết mà làm tối ngày. Thì những cái việc làm của Bậc Thánh đó là làm lợi ích vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm mà thôi. Chứ không phải làm do mình muốn. Mà tất cả những người thế gian á, là làm điều do muốn cả. Còn Bậc Thánh á, là làm không phải là do muốn. Mà Bậc Thánh á, làm là do lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm. Nên tối ngày ông Thánh không làm. Ví dụ Đức Phật đó, Ngài đi thuyết pháp ở cõi này cõi kia, đêm ngủ có 1 tiếng hồ mà đi tất cả các cõi thuyết pháp để dạy chúng sanh tu giác ngộ giải thoát. Đó là Ngài làm chứ gì nữa. Mà Ngài làm mà Ngài đâu có muốn gì đâu. Ngài thấy thương, Ngài giúp đỡ vậy thôi. Đó là lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh của những Bậc Thánh, Bậc Bồ Tát, lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà các Ngài làm mà thôi. Còn bình thường người đời này không muốn không bao giờ làm. Do đó làm là phải là do người ta muốn. Cho nên á, muốn trước rồi mình làm sao thì mình mới đạt được cái mình muốn. Chứ đừng có bao giờ muốn mà không làm một điều gì cả. Gọi là ngồi chờ sung rụng, không bao giờ trái sung nó rụng xuống đâu. Lâu lâu có hên lần nó trúng số rồi thì có. Cái đó hên, lâu lâu hên lần thì có. Nhưng mà phước bất trùng lai, nó đâu có lặp lại lần thứ hai đâu. Nhưng mà quả nó đến hoài, quả vô đơn chí. Tức là cái mình không mong muốn nó đến hoài, cái mình muốn lâu lâu nó mới đến lần. Phước bất trùng lai là chỗ đó. Nếu muốn làm gì thì tự mình làm. Mình phải làm đó thì chính cái làm của mình nó mới đáp ứng được cái muốn của mình. Chứ đừng có bao giờ muốn mà không làm. Ở thế gian nó là gì đó, nên hạnh phúc không phải là trên cái mình muốn, mà hạnh phúc là trên cái mình làm, trên cái muốn của mình. Thì người đó có hạnh phúc. Cho nên thế gian muốn có hạnh phúc là tự mình làm lấy những cái mình muốn, thì người đó có hạnh phúc. Đừng có bao giờ xin cái mình muốn để cho người ta cho, là người đó không được hạnh phúc. Là tại vì người ta cho rất là có giới hạn. Còn cái mình làm á, khả năng mình tới đâu mình làm tới đó. Thì khả năng mình vô hạn sẽ làm vô hạn đó. Khả năng mình làm có hạn mình sẽ làm có hạn. Nên đa phận thế gian không có ai hạnh phúc cả. Tại vì họ không đáp ứng được cái mình muốn, cho nên họ không có hạnh phúc. Họ muốn người khác đáp ứng được cái mình muốn. Lúc người ta yêu mình, thương mình, người ta sẽ đáp ứng. Lúc hết thương, hết yêu rồi cũng tắt luôn. Không có ai đáp ứng được cái mình muốn cả. Cho nên mình muốn cái gì á, ông chồng, bà vợ chiều cái đó là biết người ta còn thương mình đó. Còn mình muốn cái này, muốn cái kia, không thấy cái gì hết trơn là hiểu rồi đó. Khỏi hỏi hỏi còn thương tôi không. Đừng hỏi coi ổng, coi những cái mình muốn còn làm không. Còn làm là còn đó. Còn cái mình muốn không còn làm nữa là hết đó. Không cần hỏi cái gì hết trơn á. Quý vị chỉ quan sát cái hành động thôi. Những cái gì mình thích, cái gì mình muốn á, ổng có chịu không? Nếu có còn. Còn lấy lý do này, lấy lý do nọ, lấy lý do kia, không phải làm gì chứ lấy lý do kia.
Hồi trước á, là năm nào cũng tổ chức sinh nhật rình rang mời bạn bè. Năm nay bận quá, thôi bận quá, nghỉ không là tổ chức này nọ đó ha. Rồi hiểu rồi, hiểu, bắt đầu hiểu từ từ rồi đó. Hiểu ra rồi đó, hiểu không? Không làm ta có lý do, chứ không phải ta nói ta không làm. Có lý do, bận quá. Ê, vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ. Lúc người ta thương rồi, mấy cái đó là chuyện nhỏ. Bận là chuyện nhỏ. Không, quý vị. Làm giám đốc đi nữa, nó cũng là chuyện nhỏ nữa. Lúc người ta thương rồi, ta ráng làm tới chiều 5 giờ, ta dành 2 tiếng hồ ta tổ chức. Ví dụ không thương rồi, nó làm tối ngày tới khuya 12 giờ đêm mới về. À, là bận quá, làm việc nước rồi xong, qua sinh nhật. Hiểu không? Hiểu không? À, cho nên trên đời sống này không ai là hạnh phúc hết. Hạnh phúc chỉ được chút xíu khi người ta còn thương. Chỉ có mình đem lại hạnh phúc cho mình là chính mình làm, nó mới tồn tại thế gian là hạnh phúc cho mình. Và tính chính mình tu mới là hạnh phúc cho mình bền lâu. Còn không ai có thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Quý vị đừng có bao giờ đi tìm một nơi nào đó mà cho mình hạnh phúc, một ai đó mà cho mình hạnh phúc. Nó chỉ cho với một cái giới hạn khi được thương yêu mà thôi. Còn mà đâu phải là mãi mãi người ta thương, nó không có, không có ai thương ai mãi mãi chứ. Bởi vì người ta thương vì cái này vì cái kia mà hết cái đó là vì đẹp, tới già rụng răng là xong. Đúng không? Thương vì tài, tới già lãng trí là xong. Thương về hát hay, tới già hát đất đát là xong. Quý vị hiểu hiểu đó không? Mình đâu có đẳng cấp mãi mãi những cái mà làm đối tượng cho người ta thương. Trên một ngày nào đó, cái cảm thọ đó nó sẽ mất đi. Mất đi có nghĩa là lòng thương nó sẽ giảm xuống. Nhằm khi cái miệng người ta nói, ồ, vẫn nguyên y không? À, như ngày nào đó là cái miệng người ta nói thôi. Còn cái tâm nó mới quan trọng. Còn cái máy đo tâm thì mới quan trọng. Còn cái miệng đo thì là nhầm khi cái người người ta lẻo lự cái miệng người ta nói. Nên đừng có tin. Vậy tin Phật thôi. Còn thế gian tin đủ sống thôi, tin hơi hơi thôi. À, chứ tin quá là có bữa nhảy xuống cống, nhảy xuống cầu, nhảy xuống lầu, à, nhảy xuống đường mương, nhảy vô ao, nhảy vô hũ. À, quý vị gặp đâu nhảy đó, đau khổ, nhập đâu nhảy đó. À, tại sao người ta tính nhảy cái nó thoát khỏi đau khổ? Không, nhảy xuống đường mương nó dơ mình chứ không có thoát khỏi đau khổ đâu con. Chỉ cần là chúng ta quá giải nội tâm mình, thay đổi nhận thức, mình hàng phục được những lòng tâm phiền não, mình xả dòng cảm thọ khổ đó thì nó sẽ hết khổ thôi. Chứ nhảy không có hết khổ. Cho nên có nhiều người đó đứng trên dòng sông, có gì khổ quá nhảy xuống dòng sông tính đâu nó hết khổ. Cái người đó là tự tưởng tượng ra thôi, nhảy xuống dòng sông nó chỉ có ướt mình thôi à, chứ nó không hết khổ. Ướt mình với cái hết khổ nó khác. Nhảy xuống ống cống chỉ có dơ mình thôi, trời ơi ống cống mình thấy nước đen thui, nhảy xuống cái tắm là 8 kg xà bông còn chưa sạch nữa, lấy gì hết khổ. Quý vị hiểu không? Hết khổ chỉ ngồi nhìn lại chính mình, tìm nguyên nhân của đau khổ trên thân và tâm của mình, chỉ cần tu hàng phục lấy nó là hết khổ thôi à. Cho nên người ta tu mới thoát khổ đó. À, tu là tìm con đường giải thoát, là thoát mọi đau khổ là ở chỗ đó đó. Quý vị, cho nên người nào khổ quá nghe băng đĩa nhà Phật đi rồi ngồi xuống chéo chân tu nghe không thì nó bớt khổ thôi, tu nó mới hết khổ. Cho nên nghe thì nó bớt, thì nó bớt qua bữa sau quên, tại nghe đâu nhớ hoài đâu, quên nó khổ hoài lại. Cho nên có nhiều người ta nghe liên tục, nghe hết băng này tới đĩa kia, người ta hết khổ hoài bằng cách làm trị liệu. Còn mà ta muốn mà hết khổ vĩnh viễn đó, vừa nghe xong ta áp dụng, ta tu, ta niệm Phật, ta hành thiền, thiền định Samatha, thiền quán Vipassana, hoặc là tùy niệm niệm Phật gì đó, dân dân niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, dân dân, để cho người ta bớt khổ. Cái gì? Còn hoàn cảnh trong cuộc sống tùy duyên, tùy duyên nghĩa là gì? Gặp duyên nào, gặp phước nào thì nó chỗ ra cái đó mà thôi, là tùy. Mà chỗ ra cái nào, duyên nào, phước nào, chỗ ra cái nào thì chúng ta cũng vui với nó, không sao cả. À, quý vị, tại vì cuộc đời này nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Và những cái đến với mình là do mình đã gieo trong kiếp trước, bây giờ mình gặt hái được mà thôi. Cho nên cũng chẳng buồn phiền, hờn giận, ghét, ghen gì nó mà chi. À, quý vị, hay ghét, ghen, buồn phiền, hờn giận cũng chả được cái tích sự gì. Cho nên đó quý vị, mình ngồi lặng lặng. Cho nên một ngày nào đó mình thấy tất cả những cái nó đều bế tắc hết thì nó mở ra con đường tâm linh cho mình á. Về nhà học thiền định đi, học niệm Phật đi, hoặc học thiền định đi. Về nhà người ta chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, đóng cửa rầm cái, để cái bảng mà trước không phận sự miễn vào. Ở mình trong đó bắt đầu hít thở nghe, hít vào rồi biết thở vào thở ra, rồi biết thở ra hít vào dài, rồi biết hít dài thở ra dài, thế như vậy. Nó hạnh phúc lắm quý vị, tin đi. Một ngày nào đó người ta bỏ tôi tắt điện thoại di động luôn, rồi tắt tivi, tắt máy tính, tắt hết internet gì tắt hết. Ngồi đây chỉ mình đối diện với mình thôi. Quý vị, mình đối diện với mình khám phá của mình là ai, mình như thế nào,
đau khổ nằm chỗ nào, thân mình hoạt động thế nào, tâm hoạt động thế nào, đau khổ nó như thế nào, mình mới biết được thật sự mình là ai, mình từ đâu đến và mình đi về đâu. Lúc đó chúng ta sẽ ngộ ra nhiều cái điều mà xuất thế gian mà xưa nay là trí tuệ bình thường của thế gian thể cái mà nhận diện được. Bây giờ có trí tuệ Parami nó phát triển, tức là ba la mật phát triển, tâm mới nhìn thấy, nhận thấy được những điều đó. Rồi bắt đầu là những cái đau khổ bắt đầu nó khâm đau từ từ, nó nhỏ dần nó mất đi từ từ. Cái con ta trở nên nó thoải mái, nhẹ nhàng, dâu cho đời sống đầy đau khổ nhưng ta thoát ra khỏi đau khổ. Nơi mà đau khổ mà mình thoát ra khỏi đau khổ, cả tại nơi đau khổ, cái đó mới là đỉnh đó. Sống trong đau khổ không còn khổ, tức là thoát khỏi đau khổ chính ở tại nơi đau khổ. Cái người đó mới là con Phật thật sự đó, con ruột đó chứ không phải con ghẻ con nuôi. Đúng không? Con ruột đó. Nơi đau khổ không khổ gì chứ. Đạt được điều đó mới gọi là đỉnh ấy. Nơi đau khổ không khổ vậy. Lúc nào cũng cười. Hỏi vui không không? An lạc có. Đâu ai cho tôi gì đâu tôi vui. Nhưng an lạc có, tại vì tôi hàng phục được phiền não, tôi hàng phục được những tâm mê mờ nên tôi an lạc. An lạc nó trên đẳng cấp của niềm vui nhiều. Mình vui người ta cho này tặng là đáp ứng được mong muốn mong mỏi rồi nó vui. Nó chẳng qua là thấp và thô lắm. Cái an lạc của nội tâm khi vắng bóng phiền não, khi hàng phục được tâm thì cái đó mới là lớn. Chứ còn tất cả những cái gì cho tặng được đó là nó đã thô không. Cho rồi có rồi nó cũng mất. Tiền có xài nó cũng hết. Xe chạy thời gian nó cũng cũ cũng hư, hiểu không? Thậm chí cho kim cương rồi túng tiền cũng bán, đâu hiểu không? Đâu có mãi mãi thời gian đâu. Nhà này chết cũng để lại cho người khác chứ có mình có ôm có giữ được dài lâu đâu có gì. Nên có nhiều người chết tiếc cái nhà dữ dằn lắm, mới cất cái biệt thự 30 tỷ, cất vừa xong ở mấy tháng bệnh chết. À, quý vị thấy tiếc ghê không? Trời ơi, người nó tiếc hùi hụi dễ sợ, nằm nhìn cái biệt thự mà rớt nước mắt không nở ra đi. Tại vì người ta muốn ở dài ở lâu mà những nơi như vậy à, cho nên á rớt nước mắt thôi. Nó đó tùy vào việc của thế gian. Dạ thưa thầy, làm sao để biết một người có chết quan hay không? Ví dụ như họ tự chết hay là bị accident tai nạn bệnh tật chết đột ngột mà chết quan hay không? Quý vị hiểu như thế nào là chết quan, thế nào là chết ưng, quan với ưng. Chết ưng ta gọi là tới số. Chết quan á là chưa có tới số. Bây giờ á trong một cái đoạn sớ sao sớ giải á thì các chư tổ mới thí dụ thế này. Cái cây đèn nó cháy là do đâu? Cây đèn cháy á, là do có dầu, đúng không? Cây đèn cháy á, là do có cái tim đèn, đúng không? Có cái dầu với cái tim đèn, cái đèn mới cháy. Và cái yếu tố thứ ba nữa là không có gió, đúng không? Không có gió thì cái đèn mới cháy, chứ gió quá nó tắt đèn, đúng không? Vì có dầu, có tim đèn, không có gió thì cái đèn nó tồn tại hoài, nó cháy hoài. Hết dầu châm, tim đèn hư thai, hoặc là nó lụng xuống thì chổi lên búng 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 một chút xíu cháy tiếp. Vì còn dầu, còn tim đèn, không có gió thì đèn nó cháy hoài. Như vậy thì cái sự chết, chết có nghĩa là tắt cái mạng sống mình như ngọn lửa. Mình ví dụ như ngọn lửa vậy đó. Cái gì làm tắt cái mạng sống mình? Cái thứ nhất là tuổi thọ của loài. Tuổi thọ của loài là gì? Cái loài đó sống từ nhiêu đó tới nhiêu đó à, hết rồi, không có nữa đâu. Cái loài đó đó, ví dụ như cái loài người, người ta nói sống trung bình loài người là 100 năm là nói nhiều á, chứ 80 năm cũng nói nhiều đó, tùy vào thời buổi à. Hồi xưa thấy cũng có 100 năm, bây giờ chắc không tới đâu. Tuổi thọ trung bình có nghĩa là trong bao nhiêu năm đó, lấy bao nhiêu người đó chia ra thì lấy được trung bình. Ví dụ như một người sống được 1 tuổi, một người sống được 100 tuổi, lấy trung bình của hai người này ra tuổi thọ là 50 tuổi rưỡi, vậy không? Tức là tuổi thọ là vậy đó. Như vậy thì con người ta mà thời gian sống
chết thời gian chết. Ví dụ như mình cái lồi đó sống 100 tuổi, vậy mình sống hết 100 năm đó là không có chết quang. Mà cái lồi đó người ta sống tới 100 tuổi à, mà mình sống có 70 mà chết quang 30 năm rồi. Phải không? Đáng lẽ sống tới 100 tuổi chứ lồi người sống 100 năm mà có 70 tuổi chết, người đó chết quang rồi. Quang 30 năm, người ta sống tới 100 năm, ông sống có 70 mà ông quang 30 năm đúng chưa? Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là phước thọ mạng. Ví dụ như chúng ta đi từ cõi này qua cõi kia, khi mà cái tâm tục sanh, tâm hộ kiếp nó biến thành tâm hộ kiếp vô đó, thì nó mang theo một cái dòng nhân quả, ở trong đó có một cái phước gọi là phước thọ mạng. Mỗi cá nhân có phước thọ mạng khác nhau. Cái người đó phước thọ mạng đem đến thế gian này, ví dụ như là 100 năm thì họ phước thọ mạng được 100 tuổi. Nhưng mà phước thọ mạng không thể lớn hơn được phước của loài. Ví dụ loài đó sống 100 năm, phước thọ mạng mình 120 đi nữa thì tới 100 năm cũng đứt. Là tại vì phước của loài hết là bắt buộc phải hết, trong khi phước thọ mạng còn. Cho nên xét về phước thọ mạng, người đó sống tới 120 tuổi mà giờ sống tới tuổi của loài thôi, loài người có 100 năm, 100 năm không phải chết. Vậy thì ông chết quang 20 năm vì phước thọ mạng. Nhưng nếu phước thọ mạng họ 70 năm nhưng mà họ sống có 60 năm à, là họ chết rồi, vì lý do nào đó họ chết, ác duyên họ chết, thì họ chết quang 10 năm. Phước thọ mạng tức là họ gieo ở trong kiếp trước nên kiếp này họ được 70 năm sống. Nhưng mà cuối cùng bây giờ họ sống có 60 à, vì họ chết quang 10 năm, đáng lẽ 10 năm nữa đó. Có cái không quang là như thế này. Họ thì phước thọ mạng 70 nhưng họ sống có 60 mà họ vẫn không phải chết quang. Là tại vì khi sinh ra ở trên đời này họ làm ác quá, họ bị tổn phước, mất phước. Họ giết con này, giết con kia, giết con vật này, giết con vật kia, giết quá trời. Bây giờ là họ chỉ còn lại là có 60 thôi, đáng lẽ họ sống 70. Họ bị tổn phước 10 năm khi họ làm thất đức. Thất đức có nghĩa là họ làm ác nhiều quá, cho nên họ bị thất đức. Nên họ thất đức, họ bị tổn cái tuổi thọ à, tuổi thọ bị tổn mất, họ thất đức. Cho nên khi mà họ đến thế gian này có 70 năm tuổi thọ mà cuối cùng sống có 60 tuổi à, mất đi 10 tuổi đó gọi là tổn đức, tổn thọ, chứ không phải là chết quang. Chết đúng luôn rồi đó, chứ không phải là quang đâu. Nhưng mà nếu mà họ không có tổn đức, họ không có tổn thọ, nhưng mà tại sao mà 70 năm mà giờ có 60 năm đi rồi là sao? Đó là bị ác duyên. Cái thứ ba, ác duyên là gió. Như vậy tuổi thọ của loài là dầu, tuổi thọ của phước thọ mạng là cái tim đèn, và ác duyên là gió. Gió thổi tắt đèn. Gió hoặc là vật đè nặng đè lên, hoặc là phá hủy, nói chung là tác nhân ở bên ngoài là ác duyên. Nhằm khi tuổi thọ của loài còn, tuổi thọ 100 năm ông sống mới 40 à, còn 60. Tuổi thọ cá nhân của người đó là thọ mạng 70 mà sống mới 40 còn 30. Nhưng mà tại sao 40 đi? Ác duyên. Cái ác duyên nó nằm ở trên cái vô thường. Ác duyên nghĩa là gì? Ở trong kiếp trước mình đã từng gây ra cho người ta cái đó đó. Bây giờ cái ác duyên nó đủ duyên, nó sẽ chỗ ác duyên. Trong một cái bài kinh có một cái đoạn, hai ông thầy tu chung đi khất thực trên núi đi xuống. Ông thầy đi sau dấp cục đá, nhào ra phía trước xô ông thầy đi trước, rơi xuống cái vực chết. Quý vị thấy không? Từ trên núi đi xuống đi khất thực á, dấp cái cục đá ông sao á, nhào đầu tới thì đẩy cái ông đi trước, đẩy ông đi trước văng khỏi cái đường đi nên bị té xuống vực chết. Thì đến hỏi Đức Phật, hỏi là nguyên nhân gì, duyên gì, nhân gì mà lại cái chuyện đó xảy ra. Thì Đức Phật á, ngài mới nói là hai ông thầy này là kiếp trước hai cha con. Cái ông con á,
đi làm với ông cha, đi trên cái triền núi, ông con dấp cục đá xô ông cha dằn xuống hẻm núi chết. Bây giờ sanh ra lại kiếp sau, trở thành hai ông thầy tu mà huynh đệ hai tu, thì cái ông mà bị xô á là đứng ngoài sau cũng dấp cục đá xô cái ông trước. Nhân quả từng quần thấy ghê không? Đó là ác duyên đó. Đó ác duyên chứ thọ mạng hai ông vẫn còn. Nhưng cái ác duyên mà xô nhau trong kiếp trước nè, nó đủ duyên tới đó, đủ duyên đó là ác duyên. Giống như gió thổi mạnh làm tắt cái ngọn đèn. Nếu không có gió thì cái đèn này có thể cháy được cả chừng chục ngày, hai chục ngày nữa. Nhưng mà có gió đèn nó tắt. Thì con người mình đó là bị ác duyên, nên Đức Phật dạy đó là vô thường. Không biết mình gieo cái ác duyên gì trong kiếp trước mình không biết, mà tới giờ nó đủ duyên chứ không phải ai cũng bị ác duyên. Nó đủ duyên, đủ duyên có nghĩa là điều kiện cần và đủ để nó xuất hiện hoài lại. Nó thiếu một yếu tố gì nó vẫn không xuất hiện hoài lại. Điều kiện cần và đủ để nó xuất hiện hoài lại thì đó được gọi là đủ duyên. Đủ duyên nó sẽ xuất hiện hoài lại, còn không đủ duyên nó sẽ không xuất hiện hoài lại. Cho nên con người ta bị cái ác duyên, nó sẽ làm cho con người ta không thể tiếp tục. Mà ác duyên lúc nào chả biết lúc nào hết. Con người ta không đủ cái khả năng để biết được cái duyên nó đến, là tại vì cái duyên nó nhiều cái quá, nên người ta không thể dự đoán trước bất kỳ một cái gì hết. Thì cái đó được gọi là vô thường. Nó thay đổi liên tục, biến dị liên tục à. Nên ở đây á, quý vị hỏi á, là làm sao biết trước một người đó chết rồi mà là chết oan, có nghĩa là tuổi thọ chưa hết, thọ mạng chưa hết mà người đó bị ác duyên. Như vậy á, thì làm sao mà cái ác duyên đó nó đúng tuổi thọ hay là nó chưa đúng tuổi thọ, làm sao mà biết? Nào quý vị, không có thần lực không thể nào biết, chỉ có đoán mò mà thôi, tức là dự đoán, tiên đoán mà thôi. Thấy người đó vậy đó, chắc là ông này chết quan rồi nha, đoán thôi, không ai biết, chứ trường hợp có thần lực thì họ mới nhìn suốt được cái nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của người này sanh ra được phước nhiêu, sống được bao lâu trên cái phước thọ mạng đó, và người đó có ác duyên hay không có ác duyên. Nên họ đã dùng túc mạng và thiên nhãn, họ sẽ soi hết cái lịch sử của người đó ở trong quá khứ, nên cái xảy ra ngày hôm nay có đúng với cái lịch sử đó hay không, thì mới biết được rằng là người này chết có bị oan hay không oan. Còn người bình thường không thể đoán già đoán non được, đừng có đi xem bói. Cái cô Phật tử ở bên quận 7 nè, tối ngày đi xem bói. Bà thầy bói là bây giờ cổ mới có 22 tuổi à. Giờ cổ khóc quá trời, là thầy bói là cổ sống được có 2 năm nữa. Cho nên cổ khóc quá trời luôn. Mà muốn giải cái đó đó, tức là sống thêm lên đó, là phải gửi cho bà như là 60 triệu hay gì làm một cái đàn cúng thì mới sống thêm. Là thôi, cái vụ đó là thôi, 60 triệu đổi cái mạng người rẻ quá ha. Nào quý vị, bà có biết đâu, nói liều đó quý vị, con cho ta sợ, sợ người ta gửi tiền cúng. Mày cũng chả biết bà là ai, hỏi bà đó là ai với lại coi trên mạng á. Rồi mới gửi tên họ qua, mới gọi đi video call cho bà thấy cái mặt, bà nhìn thấy cái mặt cái bà nói là trời. Xương căn bị gãy, ấn đường tối. Nó mặt nó chẹt ra chưa gom lại vi lai, nên người này 2 năm nữa đi. Bắt đầu người ta nói gì đó quý vị, không có căn cứ gì trơn á quý vị, không có căn cứ gì hết. Thầy kêu đừng có gửi 60 triệu đó, lấy 60 triệu đó đi đi cho mấy người nghèo, mấy người bệnh tật ốm đau già cả, cúng dường xây tượng đắp chuông gì đi. Chứ giờ gửi một cái bà nào đó trên mạng không chả biết bà là ai luôn nữa, như gửi 60 triệu mà có Phật tử gửi gì đó, không phải là 60 mà gửi 30. Có cô kia cũng y như vậy đó, là bà nào ngoài Bắc á. À, nói gỗ là năm nay không qua khỏi con chăn này. Ôi ơi, cúng giải làm bộ đồ thế hình nhân gì tùm lum hết trơn, tóc gối gì gửi cho bà đó để cúng để giải 30 triệu.
gửi ta luôn á, quý vị gửi rồi mới nói với thầy ta la rồi, bị rồi giang hồ hiểm ác rồi, ở đâu mà trên mạng mà chứ không cũng 30 triệu cái này hết xui gì này nọ, người ta sợ. Cho nên đó mình học nhà Phật rồi đó quý vị, không có ai có biết đó được là quan hay không quan ở chỗ này hết, trừ trường hợp người đó có túc mạng, người đó có thiên nhãn, họ soi cái lịch sử của mình á, cái soi cái tiểu sử của mình á, sanh ra kiếp nào nó sao sao, sanh ra kiếp này được nhiều phước báo như con đức, họ soi họ mới biết được là khi người ta rời khỏi thế gian này có quan hay là không quan. À, có hiểu không? Chứ còn mà không có soi thì không thể biết được đâu. Cho nên á quý vị cứ sống vui vẻ đi, không có vấn đề gì hết. À, còn mà mạng căn đã hết thì thôi, cũng chẳng có buồn phiền để làm gì, cũng đâu phải là sống hoài sống mãi đâu, lột xác đâu. Quý vị trước sau gì cũng chết, à trước sau gì cũng chỉ là khói mây vậy thôi, nên gắng cố gắng niệm Phật tu hành đi, đi mà giờ nào mà chả được, đi mà có tu ngon hơn đi không tu, đi du lịch có tiền ngon hơn đi du lịch không có tiền, biết không? À, đi du lịch mà không có xài bạc nào hết trơn, đi du lịch mà khổ muốn chết, đi không ngắm cảnh này ngắm cảnh kia, mua viên kẹo không dám mua, nó không có tiền đi du lịch làm gì. À, quý vị đi du lịch ta phải là có ai đã gọi là đi để gọi là hưởng cái sành đồ đó, còn đi mà trời ơi không dám ngủ, ngủ ngoài đường ngoài xá không, đi du lịch vậy ăn dám ăn gì trơn á, đi đem theo cơm khô đồ ăn nè, đi du lịch gì chi vậy thôi ở nhà đi. À, quý vị, nhưng mà ta muốn đi nơi này muốn nơi kia đó không phải là gọi là du lịch. À, mà đó là đi cho biết cảnh này cảnh kia chứ không thể gọi là du lịch được. Du là du ngoạn mà. Ê, câu thứ hai, A Di Đà Phật và kính bạch sư phụ, thưa sư phụ, khi cảm giác toàn thân chỉ có cảm giác, lúc đó không có căn trần thức xúc thọ tưởng tư, như vậy lúc đó dùng nghiệp và vô ngã phải không? Dạ. Nói chung là cái này nghĩ đơn giản chút xíu đi, vô ngã đâu ra, mình có đạt tới vô ngã đâu. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy vô ngã là Niết Bàn đó, ở đây đâu có đạt tới đó. Cảm giác toàn thân này là đang nói tới 16 hơi thở thiền trong cái bài kinh A Nam Na Xá Tí. Đức Phật dạy cảm giác toàn thân hít vào, cảm giác toàn thân thở ra, dần dần cảm giác này, cái thân mình ở đây là cảm giác này có nghĩa là quan sát ở trên toàn thân mình có những cảm giác gì, có nghĩa là chúng ta dùng vipassana để nhận diện cái dòng cảm giác trên thân của mình, nhận diện tất cả các cái thì gọi là cảm giác toàn thân. Chứ ở đây là vô ngã, không thọ, không tưởng, hạnh thức, đừng có nói không có gì hết trơn á, chỉ đơn giản là cảm giác thôi. Trên thân của mình, thay vì chúng ta quan sát bên ngoài, giờ quan sát trên thân của mình, nó đơn giản có những dòng cảm giác nào, nóng, lạnh, tê, ngứa, nhột, mà cảm giác toàn thân là không chú ý tới bất kỳ điểm nào hết, mà biết hết toàn thân của mình nó đang ở, có chỗ nào nóng, chỗ nào lạnh, chỗ nào nhột, chỗ nào ngứa, chỗ nào sao không? Không có à, thôi, ví dụ như vậy. Cái câu thứ ba, dạ thưa thầy, cho con hỏi, ngồi thiền A Ná Bà Ná Sa Tí, quan sát thấy tâm con lăng xăng lúc đầu, lúc sau tâm lắng xuống và con cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy thỉnh thoảng có suy nghĩ nhưng con quan sát thấy nó phớt ngang, giống như gió thổi trên mặt nước rồi lại tĩnh lặng. Vậy con có đang thực hành đúng không? Con xin cho con biết. Cái này đâu phải là Anamnasati. Anamnasati tức là nhập tức sức tức niệm, chứ không phải là nhìn thấy tâm gì đây chứ. Nhìn thấy tâm á là Vipassana rồi, nó là Anupassana, tức là Vipassana, tức là chúng ta nhìn thấy những cái gì đang xảy ra trên tâm của mình. Cái gì nó đang xảy ra, nhận diện rõ ràng những cái đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Còn cái này á, là chúng ta Anamnasati, có nghĩa là chúng ta dùng thiền hơi thở, là thiền định trên hơi thở của mình. Thì á, cái hơi thở của mình á, lúc này giao nhau ở trên môi, dưới mũi là chỗ này, nó giao nhau chỗ này, thì chúng ta đặt tâm ở chỗ này,
đừng rời tâm ở chỗ khác. Giống hệt như cây cưa, cưa củi, thì cái vết cưa với cây củi là chúng ta đặt ở chỗ đó. Sự giao nhau giữa cây cưa và cây củi, tức là hơi thở và cái mặt cắt ngang ở chỗ này, giữ chặt ở chỗ đó, đừng cho nó rời ở chỗ đó, đừng cho nó rời chỗ đó, đừng cho nó rời chỗ đó. Chúng ta giữ chặt và hít thở đều, giữ chặt nơi đó. Không phải là quan sát hơi thở, mà chúng ta dùng cái thiền hơi thở định nó trên hơi thở, chứ không phải đây là quan sát trên hơi thở. Nên ở đây nha, là khi chúng ta quan sát, ta thấy rõ tâm là mình đó, đó là chúng ta dùng thiền quán rồi, chứ không phải thiền định. Ở đây là thiền định Samatha, chứ không phải là thiền quán Vipassana. Thiền định Samatha có nghĩa là chúng ta đặt tâm lên chỗ một điểm trên cái đối tượng, còn á, hoặc là đặt tâm lên đối tượng chế định. Như vậy nên dùng hơi thở thì chúng ta đặt tâm trên cái dao hơi thở trước mũi của mình, nó giao nhau đó, chúng ta đặt tâm trên đó và đặt một điểm đó, không rời cái điểm đó, càng lâu càng sâu, càng định từ từ nó vào trong á, lâu lâu nó định đừng chút, gọi là sát na định. Rồi gần tới định gọi là cận định, gần tới định thì nó sẽ có cái hiện tượng là thân mình sao nó gần vào nhập vào trong cái cảnh định đó. Thì quý vị nên đi học những cái khóa thiền định Samatha, phải có trình pháp đó. Tại khi mình học khóa thiền định đó, vào đầu tiên là ta trồng thọ giới, sám hối, thọ giới, rồi có ông thầy hướng dẫn pháp, giáo thọ sư, rồi chúng ta mới là trình pháp. Sau một buổi ngồi thiền đó, trình pháp với ông thầy sẽ chỉnh sửa. Ông thầy ông sẽ giao cho mình cái đề mục, trong 40 cái đề mục của thiền định đó. Ví dụ như ông giao cho đề mục Kasina đi, quán màu vàng, vàng quán buổi vàng đó mới trình pháp. Trong thời gian quán đó tâm mình như thế nào và cách quán mình như thế nào, thì mình trình cho ông thầy, cái nào mà không đúng thì mình quán lại, mình sửa, gọi là trình pháp đó. Tức là học xong buổi đó trình pháp, hoặc học xong ngày đó mình trình pháp, rồi chỉnh sửa. Khi mà quán cái Kasina đó mà nhập vào được tứ thiền định rồi đó, thì ông thầy sẽ hướng dẫn tiếp, tùy vào ông thầy sẽ hướng dẫn tiếp cái đề mục khác, hoặc giả là cao hơn hết thiền đi qua định, thì tùy vào cái vị thầy đó mà hướng dẫn cho mình mà thôi. Nhớ quý vị phân biệt giữa thiền định và thiền quán. Thiền quán không có đối tượng, đối tượng là chính mình. Mình quan sát hết chính mình. Thiền quán là không có đối tượng, quan sát hết chính mình như vậy. Còn thiền định là có đối tượng chế định, tức như là chúng ta nhìn vào cái đối tượng đó, gom tụ chung một điểm ở trên đối tượng đó, tức là thiền Samatha, tức là gom trên cái đối tượng đó. Tập thiền này khó lắm, tại vì là Samatha là chúng ta thân và tâm chúng ta đang đi đến cảnh giới bất động, thân thì bất động, tâm cũng bất động, gom về chỉ một điểm một, chứ không có cho rời cái điểm đó. Mà mình là thường hay bị trạo cử, là mình lắc qua lắc lại, người nào lắc qua lại nhiều là trạo cử nhiều, hoặc là ngồi nhịp điều rung đùi, hoặc là tay giật này nọ đó, cái đó gọi là trạo cử. Cái người trạo cử là không có thiền định được, tại thiền định là không có trạo cử, tức là thiền định là mình khép an tịnh thân và tâm, tức là tịnh vào một cái điểm như vậy, an tịnh thân và tâm vào cái điểm như vậy, nên không có trạo cử. Cho nên hành động lóc chóc không có sự kiểm soát đó, là cái đó là sự trạo cử. Nên cái người trạo cử là tâm không có được thanh tịnh. Quý vị này ngồi là thấy người mà rung đùi ha, nhịp chân, nhịp đùi, hoặc rung đây, hoặc là tay nhịp lắc, hoặc đầu gật này nọ đó, là đó là đang bị trạo cử á. Mà trạo cử tâm là người đó chưa có đạt đến của thanh tịnh của tâm. Tâm cũng không có an trú trong cảnh giới của thanh tịnh. Cho nên đó, người ta tu, bắt đầu người ta tu thân, người ta quán thân trên thân để người ta bỏ những cái thô của phần thân, rồi từ từ mới quán tâm trên tâm, bỏ phần thô của phần tâm. Cho nên tâm mình trở nên cứng ngắc, tức là mình ngồi xuống giống như là cục đá bất động vậy đó. Và tâm của chúng ta đang vận hành theo cái đề mục thiền định nào thì sử dụng cái nào. Ví dụ như Anapanasati thì sử dụng tâm để quan sát, Kasina sử dụng mắt để quan sát, còn thiền bổ trợ của Từ Bi Hỷ Xả sử dụng tưởng để quan sát. Mình có nhiều cái trên bộ phận thân và tâm của mình, có nhiều thứ lắm. Ví dụ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,
Rồi đó chúng ta có thọ, có tưởng, có hành, có thức. À, trên thân mình đó chúng ta sử dụng cái gì để tu về cái phần đó là Đức Phật dạy trong kinh. Cái này sẽ sử dụng cái này, cái kia sử dụng cái kia. Ví dụ kasina bằng màu phải sử dụng bằng mắt. Còn hơi thở không có màu thì chúng ta sử dụng bằng tâm để quan sát hơi thở. À, tức là sử dụng tâm để quan sát cái hơi thở. Nhưng mà màu sắc thì phải sử dụng mắt để quan sát. Còn từ bi hỷ xả dụng sử dụng tưởng để quan để mà chúng ta phát huy cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả ở trên tưởng tri, tức là trên sân nhá, trên tưởng tri, để quan sát nó, tất cả cái điều quan sát ở trên tưởng tri, để rộng ra, nới rộng ra tưởng mình mới có thể là đưa rộng ra được. Còn cái tưởng mình không sử dụng tưởng thì không có làm khuếch đại, cho đến nó tăng trưởng, nó tăng trưởng quảng đại được, không khuếch đại nó lớn lên được, mà nhờ đó là nhờ sân nhá, tưởng tri. Cho nên tu là mình phải học pháp, cho nên sử dụng cái gì trong khi đó, chứ mình không sử dụng sai thì chúng ta đâu có tu được cái đó, nó đâu có đúng, đâu có gom tâm về được đâu. Câu hỏi số 4. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi thầy, khi ngồi thiền con hay bị cảm giác nước bọt chảy ra miệng nhiều, mặc dù con không để ý đến nó và đã đưa lưỡi về sát nướu răng vòm họng trên, buộc con phải nuốt, nhưng khi con nuốt thì không có gì. Con xin được thầy giúp đỡ khắc phục. Trong khi ngồi thiền á, thì có một cái động tác là cái răng mình á khiếp lại, đừng nói cắn răng. Cắn răng có nhiều người cắn dùng lực không? Chỉ răng đụng với nhau thôi chứ không có dùng lực. Không dùng lực nghiến răng, cắn răng đây là không phải, mà răng đụng với nhau thôi. Và cái lưỡi mình á, nó đưa nhẹ từ cái dao nhau răng ra, đưa nhẹ nhẹ lên đụng cái mí trên của cái trên cái núi răng của mình thôi, đụng nhẹ lên thôi chứ không phải là cong cái lưỡi lên. Còn cong cái lưỡi lên trên á, mà mình cong lưỡi lên trên luôn đó, là lúc đó chúng ta đã dùng tâm để mà đè nén một tâm nào đó thì chúng ta cong lưỡi lên. Ví dụ như tâm mình đang nổi giận, bây giờ mình muốn hết nổi giận á, mà hàng phục nổi giận nó xuống, mà không phải là niệm Phật, không phải là dùng trì chú, mà chúng ta dùng cái sức mạnh của nội tâm để mà đè nén cái tâm nổi giận đó, thì bằng cách chúng ta ngồi xuống, chúng ta đưa cái lưỡi lên nóng giọng, cong ngoài lên, cắn chặt răng lại và chiến đấu. Thì chiến đấu với nội tâm bằng cách là cắn răng lại, đưa lưỡi lên trên, chiến đấu với nó, đẩy nó ra khỏi tâm mình. Thì cái đó là chúng ta giải quyết tức thời của một cái tâm mà muốn cho nó hạ xuống. Nhưng mà thông thường á, người ta dùng câu niệm Phật hoặc là trì chú nó đơn giản hơn. Ví dụ như á, là người ta đang giận hờn sân si, muốn cho cái tâm giận hờn sân si nó nhẹ xuống, thì lúc đó người ta mới dùng câu niệm Phật và miệng niệm lỗ tai nghe: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe, miệng niệm tai nghe, từng câu một, từng câu một, từng câu một, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì khi mà chúng ta miệng niệm tai nghe đó thì cái giận nó phải có đối tượng giận. Ví dụ như chúng ta muốn giận ai đó thì cái người đó hoặc vật đó nó làm nghịch lòng của mình. Bây giờ mình chú ý tới nó, mình mới hiểu nó làm nghịch lòng của mình. Bây giờ mình chú ý qua câu niệm Phật thì mình đâu còn chú ý tới nó nữa, thì cơn giận nó không còn cái để bám nữa. Và nó từ từ nó mất đi. Chúng ta dùng cái tâm niệm Phật để thay thế cái tâm giận đi thì nó sẽ bị thay thế qua cái khác. Còn nếu chúng ta muốn chiến đấu mà đẩy nó ra khỏi tâm mình thì chúng ta phải cắn răng lại và đưa lưỡi lên trên nóc giọng. Chiến đấu. Đưa lưỡi lên sát luôn. Khi mà nước bọt chảy ra thì cứ nuốt, không sao cả. Nước bọt đó, nước bọt của mình, nuốt đó là tiêu hóa tốt lắm đấy. Sợ nó không chảy nước bọt. Trên ngang ngồi thiền á, mình cứ đưa lưỡi lên trên, đưa lưỡi trên chứ không phải cong lưỡi. Đưa lưỡi là đẩy cái lưỡi lên, đẩy nhẹ lên đụng cái núi răng trên, nhẹ nhàng vậy thôi. Còn cong lưỡi là làm ngược lại, cong lưỡi là cong lên đây, đưa lên nóc giọng phía trên, kêu nóc họng á, hoặc là kêu nóc giọng là cong nó lên. Còn lần này ta dùng cái lưỡi ta đẩy nhẹ, nhẹ, nhẹ lên, đụng cái chót lưỡi đụng ở trên cái núi răng trên là đủ rồi. Cho nên nó không có ra nước bọt nhiều. Còn ta đưa cái lưỡi mà cong lên ở trên cái núi phía trên á, trên cái nóc giọng á, ở phía trên này á, thì nước bọt nó ra nhiều. Trong trường hợp này chắc chắn rằng á, là Phật tử này đã sử dụng cái cong lưỡi ngược vào lên, tức là rồng cong lên để đưa cái lưỡi lên trên á, là làm cho nước bọt ra nhiều. Thì nó bị phân tâm trong lúc ngồi thiền này thôi, không có gì khác. Còn mà cái mà nước bọt ra mà ta nuốt,
cái nước bọt mà theo cái quán tính thì không có gì, cứ mình đừng để ý, cứ nuốt theo quán tính thôi. Tại cơ thể mình hít thở theo quán tính, nuốt nước bọt theo quán tính, tất cả theo quán tính, không có hệ lụy gì ở trong ngồi thiền hết. Làm tập trung cái tâm mình lên trên cái đối tượng của Kasina là được, tức là đối tượng của thiền Samatha là được nha. Câu hỏi thứ năm, kính thưa thầy, con ngồi thiền quán hơi thở bình thường, con cũng thả lỏng lỏng toàn thân mà con bị đau ngay ngực phía sau lưng bên tay phải mà con không biết cách khắc phục làm sao, do con ngồi sai hay thở sai, mong thầy chỉ giúp để con không bị bệnh khi hành thiền. Tức là vị này khi hành thiền thì cái lưng ngoài sau bên bả vai đau khi ngồi thiền, chắc chắn là ngồi bị méo rồi đó, chắc chắn luôn là ngồi bị méo. Còn người bình thường mà đau bả vai buổi chiều sốt nhẹ và bả vai bị đau thì nên đi chụp hình phổi, đó là hiện tượng của bị bệnh phổi. Có nghĩa là buổi chiều nha, buổi chiều 1-2 giờ chiều bị sốt nhẹ, nóng nóng ẩm gì đó, và cái bả vai, một bên bả vai bên trái hoặc bên phải nó đau, đau bả vai, thì cái người này đang phổi có vấn đề, tức là bị viêm phổi đấy. Mà đa phần trong trường hợp đó là lao phổi. Nếu mà ngày nào cũng vậy đó, phải đi khám, đi chụp hình, đi xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy được. Còn bình thường mình không có bệnh hoạn gì hết, mà khi mình ngồi thiền thì một bả vai nó bị đau, cái đó là bởi vì chúng ta ngồi bị méo một bên á. Có nghĩa là cái tay mình để ra trước nè, cái tay để ra trước nè, nó bị căng một cái bên nào đó, cho nên nó bên đau bên nào thì mình coi, mình dung cái tay đó lên để mình coi cái thử coi là chúng ta có căng cái bên đó hay không. Nếu mà nó căng ở bên đó đó thì mình chỉnh sửa lại, nghĩa là nó méo qua đây thì mình méo ngược lại bên kia, nó bị căng chỗ này thì mình dùng chỗ đó lại là được. Cho nên á, khi mà mình ngồi thiền có thể đau chân, có thể tê chân, có thể đau vai, có thể mỏi cổ, có thể đau lưng, là chúng ta ngồi tư thế nó không phải là tư thế ở trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường là tất cả các cái nó đều rơi trên trọng tâm của cơ thể. Cơ thể có một điểm gọi là điểm trọng tâm của cơ thể, nó có điểm trọng tâm. Cho nên trước khi ngồi chúng ta phải lắc, lắc nhẹ mình đây nè, để làm chi? Để nó rơi vào ở trong trọng tâm. Khi nó rơi vào trong trọng tâm rồi thì ít mỏi, ít bị đau ở những nơi xung quanh. Và đang lúc ngồi thiền có thể sửa, nó đau chỗ nào quá thì mình sửa, sửa vài lần, chứ đừng nói là ngồi thiền gán ngồi mong sửa. Chúng ta cứ sửa đi, rồi từ từ nó vô cái thế của nó. Khi mà vô ở trọng tâm rồi có thể là chúng ta ngồi lâu hơn. Có những người ngồi cong lưng thế này nè, mới đầu thấy khỏe nhưng mà lâu ngày quá cái lưng nó bị cong là nó sẽ đau. Có nhiều người ngồi ởn ngực thì thấy ởn ngực như thấy cũng im, nhưng mà lâu quá thì nó bị đau. Cho nên ngồi bình thường, mỗi người bình thường khác nhau. Cái người lưng gù á, họ bình thường cái kiểu của lưng gù. Cái người ngực nảy á, họ ngồi thiền á, bình thường cái kiểu ngực nảy. Cấu tạo xương sống khác nhau, cấu tạo người khác nhau, mập ốm khác nhau, lưng tôm, lưng không tôm khác nhau, tuổi tác khác nhau. Ví dụ như người lớn tuổi á, lưng nó bị còng, lưng nó bị còng, thiếu cái canxi á, lớn tuổi á, nên cái bộ khung xương của mình á, nó sẽ mất lần lần cái canxi lên nên cái độ thẳng của nó không còn, nên nó phải còng lưng, còng theo ngày tháng. Nên lưng ai già rồi cũng bị cong lưng chứ á. Tại vì là nó thiếu canxi, nên ở cái trạng thái gì đây nè mình mới thoải mái. Chứ còn mình ngay thẳng ra nó thiếu rồi, nó thiếu cái chất nó đỡ lên rồi, cho nên không có thoải mái. Cho nên ta bổ sung canxi với mà bổ sung glucosamine á,
cho nó đừng làm thối quá của đốt xương đó, thì quá trình còng lưng mình xảy ra chậm hơn. Với người già là hao mòn rồi, hao mòn về canxi, rồi hao mòn về các cái chất nhầy ở trong khớp, nên phải bổ sung calcium và bổ sung glucosamine vào ở trong nơi đó. Nên đó quý vị mới thấy rằng là khi mà chúng ta ngồi thiền thì đầu tiên mà khi được tập thiền á, thiền tay cố gắng sử dụng các cái tâm mình mà thôi, các cái cách để quán thân mình mà thôi, nghĩa là làm cho cái thân của mình á nó được ngay thẳng, làm cho cái thân của mình á nó được là đừng có căng thẳng, nó nhẹ nhàng, ngồi được lâu, kéo dài thời gian hơn mà nó ít tê, ít mỏi, đó là ngồi đúng cách. Ngồi đúng cách nghĩa là các cái đốt xương của mình đã chồng khắp lên nhau mà nó không có bị cong, không có bị vươn, không bị căng thẳng. Mọi người kinh nghiệm để ngồi sửa, lắc qua lắc lại, chim gối, độn lên, vân vân, ở một cái tư thế mà tốt, mà nó không có bị sao, thì cái đó là sẽ được dài lâu trong lúc chúng ta ngồi thiền.